Chương 81, đuổi Lạc Tú đi. Hừ, coi như anh thức thời." Chu Tử Thiên cười khẩy một tiếng có vẻ đắc ý lạ thường. Lạc Tú nhớ tới An Linh Như, bỗng nhiên lại lên tiếng. "Các người xác định tên ngốc này có thể bảo vệ An Linh Như chu toàn." Lạc Tú nhướng mày. "Anh nói cái gì?" Chu Tử Thiên lập tức nổi giận, tên sống dưới đáy xã hội này lại dám xem thường anh ta ư? "Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, nhất là tên ngu ngốc kia." người ta mà đến đây anh ta sẽ không cản được bất cứ ai đâu lạc tú rút ra một điếu thuốc đương nhiên lời này là nói với phi long phi long thở dài một tiếng lắc đầu đương nhiên anh ta biết nhưng mà thật sự không có cách nào cả đây là chuyện giữa hai bên anh ta cũng không can thiệp vào được được rồi coi như tôi chưa nói lạc tú nhún vai sau đó quay lại định thu dọn một chút rồi rời đi audio điện tử võ tấn bền đứng lại anh vừa mới nói cái gì, anh nói tôi không bảo vệ nổi ư? Chu Tử Thiên cười khẩy nói, sát khí trên người càng ngày càng đậm. Anh ta không ngại dạy dỗ cho cái tên không biết trời cao đất dày này. Một tên lưu manh trong xã hội như anh mà dám khinh thường tôi. Lúc tôi giết người anh còn chưa ra đời đâu." Chu Tử Thiên quát lớn nói. "Nếu như anh không xin lỗi, tôi không ngại cho anh trải nghiệm một chút cái gì gọi là vệ sĩ chuyên nghiệp." Chu Tử Thiên uy hiếp nói. Lạc Tú thật sự dừng việc trên tay lại, sau đó nở nụ cười giống như định nghiêm túc xin lỗi. Nhưng mà ngay lập tức, anh bỗng xoay người, nhìn về phía Chu Tử Thiên, lại nhìn tên đeo cặp kính vàng kia. Sau đó không hề có dấu hiệu báo trước, Lạc Tú cử động, tốc độ nhanh như tia chớp. Lúc này Lạc Tú đi vào phòng khách, cách người đàn ông đeo cặp kính vàng kia ít nhất 6 mét. Nhưng mà chưa hết một cái chớp mắt, Lạc Tú đã đứng trước mặt người đàn ông đeo kính vàng, mà tay anh cũng như cây kiếm ngón tay lạc tú chỉ cách người đàn ông đeo kích vàng không quá một cm. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Lúc này Chu Tử Thiên mới phản ứng lại, sờ tay bên hông tìm thứ gì đó. Nếu lạc tú thật sự muốn giết người đàn ông đeo kính này vậy thì hiện tại anh ta đã ngã xuống đất rồi. Sự thật đã chứng minh tất cả. Vệ sĩ, chuyên nghiệp, ha ha, lạc tú thu tay lại. Người đàn ông đeo kính vàng và chu tử thiên kia tức khắc biến sắc, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Chu Tử Thiên nhịn đến đỏ bừng mặt, vừa rồi còn nói mình chuyên nghiệp nhưng trước mắt Lạc Tú đã dạy dỗ cho anh ta một bài học, dùng thực lực nói cho anh ta biết, anh ta chính là đồ nghiệp sư. Lạc Tú bỏ đi, cầm theo túi rời đi. Tuy nói thế này có thể sẽ hơi mạo phạm nhưng tôi muốn nói, mong các người đừng có hối hận bởi vì mời được Lạc Gia ra tay không phải là một chuyện dễ dàng, thật sự không dễ dàng gì đâu. Phi Long bỏ lại những lời này, sau đó đi theo ra ngoài. Chu Tử Thiên có thể bảo vệ được An Linh như sao? Đáp án rất rõ ràng, hoàn toàn không bảo vệ nổi. Nhìn thấy bóng lưng Lạc Tú rời đi, Chu Tử Thiên nắm chặt nắm đấm. Đi ra ngoài chung cư, đến cổng trường, Trần Hữu đã chờ ở đây, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta lại biết Lạc Tú sắp phải đi rồi, vì vậy trên mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý cực kỳ, còn có sự châm chọc nồng đậm. Tôn Huy Nam cũng như vậy, giống như giờ phút này bọn họ mới là người thắng. Ô, thế nào đây, thầy Lạc phải đi à? Yên tâm đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc thật tốt cho lớp số 3. Trần Hữu rất đắc ý nhìn Lạc Tú, cuối cùng bây giờ anh ta cũng sắp tiếp nhận lớp 12 phần 3. Ngu ngốc, Lạc Tú cũng không thèm nhìn Trần Hữu và Tôn Huy Nam lấy một cái, đi thẳng lên xe. Sự miệt thị này khiến cho khuôn mặt Trần Hữu lúc trắng lúc xanh lại không thể làm gì được. Tên họ Lạc kia, anh có giỏi hơn đi nữa thì không phải vẫn phải đi hay sao? Đợi Trần Hữu phản ứng lại nói ra những lời này, Lạc Tú đã rời đi rồi. Trần Hữu nhìn theo hướng Lạc Tú rời đi, nắm chặt nắm tay, cuối cùng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, sau đó anh ta đi về phía lớp số 3. Anh ta muốn đi tuyên bố, sau này lớp số 3 sẽ do anh ta chủ nhiệm. Trần Hữu đi về phía phòng học lớp 12 phần 3. Anh ta suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần anh ta làm chủ nhiệm lớp số 3 vậy thì đương nhiên lớp này sẽ thần phục dưới chân anh ta. Trần Hữu sẽ không nghĩ đến những nguyên nhân khác, ít nhất theo sự hiểu biết của anh ta, Lạc Tú không có quyền thế, không có bối cảnh gì mà lại có thể khiến cho lớp số 3 thần phục, vậy thì một người con trai của sếp phó đã về hưu như anh ta đương nhiên sẽ càng dễ như ăn kẹo. Có lẽ ban đầu đám học sinh lớp số 3 sẽ hơi chống đối. Nhưng mà điều này không quan trọng, chỉ cần qua vài ngày bọn họ sẽ từ từ chấp nhận. Lẽ nào anh ta còn kém Lạc Tú sao? Hiện tại đang là giờ giải lao sau tiết 1. Nếu như là trước kia có lẽ đám học sinh lớp số 3 ai nấy đều không có tinh thần, ngủ gật các kiểu. Nhưng hôm nay thì khác, bọn họ có vẻ rất có hăng hái, ngồi ở trong lớp học đang chờ giáo viên lịch sử lên lớp. Có điều người đi vào không phải giáo viên lịch sử mà là Trần Hiếu. Nhìn thấy Trần Hiếu, học sinh lớp số 3 liếc mắt một cái, sau đó Hàn Phong lên tiếng mang theo vẻ rất không vui. Thầy đến làm gì? Ha ha, chào các bạn lớp số 3, Hôm nay thầy đến đây là để thông báo một tin tốt cho các em." Trần Hữu mỉm cười, muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với học sinh lớp số 3. "Tin gì?" Hàn Phong hơi tò mò hỏi. "Từ giờ phút này trở đi, sau này thầy chính là chủ nhiệm lớp số 3. Thầy sẽ chung sống hòa bình với mọi người, điều kiện tiên quyết là các em không được phạm sai lầm." Trần Hữu nói một câu tự nâng giá trị bản thân. "Thầy đang kể chuyện cười đấy à, chuyện này chẳng buồn cười chút nào cả." cao mẽ ngồi ở cuối lớp lạnh lùng đáp lại. Không, rất tiếc khi phải nói với mọi người, vì thầy lạc của các em vi phạm nội quy trường đã bị nhà trường đuổi việc rồi. Vì vậy sau này tôi sẽ là chủ nhiệm lớp số 3 của các em, thầy hy vọng các em có thể tuân thủ. Đuổi việc ư, Hàn Phong đứng bật dậy ngắt lời Trần Hiếu. Bạn học sinh này, em đang ngắt lời thầy giáo đấy. Đây là chuyện rất không lịch sự, tôi hy vọng lần sau em không tái. Cút mẹ nó đi, ông đây đang hỏi chuyện của thầy Lạc, thầy nói rõ ràng cho chúng tôi xem. Hàn Phong vỗ bàn lạnh lùng nhìn Trần Hiếu. Bạn học này, mong em chú ý. Chú ý con mẹ nhà mày, Trần Hiếu, nói rõ ràng chuyện của thầy Lạc đi. Lưu Trí Cường cũng đứng lên. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, vì Lạc Tú vi phạm nội quy nhà trường nên đã bị đuổi việc. Trần Hiếu có chút không nhịn được, dường như mọi chuyện hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh ta. Ngoài ra, các cô cậu cần làm rõ chuyện này, hiện giờ tôi đã là chủ nhiệm lớp các cô cậu rồi, tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng tôi. Trần Hữu cố ý nghiêm mặt, anh ta cảm thấy có lẽ như vậy sẽ có thể dọa đám học sinh này. chương 82, lớp số 3 làm phản. Cậu ta không thèm nói những điều vô nghĩa với Trần Hữu anh ta còn không biết thầy Lạc là ai, tại sao lớp số 3 có thể thừa nhận hay khuất phục thầy Lạc thì anh ta không rõ lắm, anh ta còn so sánh với thầy Lạc ư. Trong mắt Lưu Trí Cường, Trần Hữu chính là một tên đại ngốc tôi đếm tới ba, nếu thầy còn không cút, vậy thật xin lỗi, hôm nay thầy phải bỏ ra ngoài. Lưu Trí Cường cười khẩy nói, nhấc nhấc chiếc ghế trong tay lên, sau đó chỉ ra cửa lớn. Những người khác của lớp số 3 cũng đứng lên theo, trực tiếp cầm đồ vật trên tay, xem chừng giống như thực sự chuẩn bị đánh người. Không nghi ngờ gì nữa, nếu nhóm người này muốn đánh Trần Hữu vậy thì bọn họ thật đúng là dám ra tay. Nói đánh là đánh, có thể làm gì bọn họ chứ? Dù sao bọn họ cũng là lớp 12 phần 3 khét tiếng. Các cậu làm gì vậy, thật muốn làm phản phải không? Trần Hữu có chút hoảng hốt, anh ta không ngờ học sinh lớp này lại có thể chống lại anh ta như thế. Bỏ đi, Trí Cường, không thèm nói chuyện với tên mốc này, chúng ta đi thôi, mọi người nên làm gì thì đi làm đi. Hàn Phong vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc châm trước mặt Trần Hữu, sau đó ung dung sải bước ra khỏi phòng học. Lưu Trí Cường liếc nhìn Trần Hữu với ánh mắt khinh thường, sau đó nói với Trần Hữu rằng anh ta là một tên ngốc và đi theo ra ngoài. Âm ý trong chốc lát, toàn bộ học sinh của lớp số 3 đều rời đi, không lên lớp nữa. Nhưng Trần Hữu không dám ngăn cản, anh ta sợ bị đánh. Nhìn lớp học trống không, Trần Hữu mới phát hiện dường như mọi chuyện không giống với suy nghĩ của anh ta. Chuyện anh ta tưởng tượng mình thu phục lớp 12 phần 3 chỉ với một câu nói không hề xảy ra. Hơn nữa, thái độ của những người này đối với anh ta căn bản không giống như những gì anh ta tưởng tượng, bọn họ cũng không coi anh ta ra gì. Mặc dù không có lạc tú, mặc dù anh ta trở thành chủ nhiệm của lớp 12 phần 3, nhưng hình như anh ta không có khả năng làm cho những học sinh của lớp 12 phần 3 nghe lời. Thế này là thế nào? Chủ nhiệm Trần, chẳng phải sáng nay vẫn đang yên đang lành đấy sao? Thầy đã nói những gì với bọn trẻ vậy? Thầy giáo dạy lịch sử cầm sách giáo khoa đi tới, nhìn thấy lớp học trống không, nhất thời ngẩn người. Sáng nay chính anh ta đã tự mình đến xem, mấy đứa trẻ của lớp số 3 có vẻ như đã thật sự cải tà quy chính, cả lớp còn nghiêm túc ngồi nghe giảng, sao đến buổi chiều lại thành ra như vậy rồi. Phải biết rằng anh ta đã vì thế mà chuẩn bị giáo án thật kỹ, định sẽ lên lớp giảng bài cho lớp số 3 một cách tâm huyết, kết quả là mới nửa ngày trôi qua đã quay về nguyên trạng, thậm chí còn trầm trọng hơn. Trần Hữu bị thầy giáo dạy lịch sử hỏi vậy, sắc mặt lập tức trở nên sám ngoét. Học sinh của lớp số 3 không hẹn mà cùng tụ tập lại trên sân thể dục. Không lâu sau, Hàn Phong thở hổn hển chạy tới. Thế nào, Hàn Phong, có phải thầy lạc đi thật rồi không? Học sinh của lớp số 3 đều đang chờ đợi xác nhận của Hàn Phong. Đi xem rồi, cửa phòng mở, đồ của thầy lạc đều cầm đi hết rồi. Hàn Phong ủ rũ đáp. Hỏng rồi, con mẹ nó, đầu óc hiệu trưởng có vấn đề à? chúng ta chỉ phục thầy Lạc thôi. Nếu không phải thầy Lạc làm chủ nhiệm lớp, tôi cũng không đồng ý. Những người khác xứng làm giáo viên chủ nhiệm của chúng ta sao? Má nó, bây giờ phải làm sao? Đến cả học sinh nữ cũng phun lời chửi thề, có thể thấy tâm trạng của lớp số 3 kích động đến mức nào. Trí Cường, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Lưu Trí Cường. Tôi có một chủ ý, mọi người khôi phục lại tình trạng lúc trước thậm chí càng không kiêng nể gì là tốt nhất. Vậy nghĩa là sao hả trí cường? Hàm ý rất đơn giản, chắc chắn thầy lạc đi vì chuyện khác, nếu không các cậu nghĩ xem ai có bản lĩnh đuổi thầy lạc đi chứ. Lưu trí cường phân tích vô cùng thấu đáo, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía An Linh Như. Mọi người cũng nhìn về phía An Linh Như, hiển nhiên là phát hiện ra điều gì. Được rồi, tôi thừa nhận, thầy lạc đến trường là vì chuyện của tôi, vì bảo vệ tôi kẻ bắt cóc tối qua hẳn là đến để bắt tôi nhưng thầy lạc đã nói với tôi sẽ bảo vệ tôi tới khi kết thúc năm ba trung học an linh như thấy không giấu được nên đã nói ra sự thật cho nên vậy là khẳng định đã xảy ra chuyện rồi linh như nếu chuyện này cậu không có cách nào chúng ta còn có một cách khác lưu trí cường cười khẩy nói đã nghĩ xong xuôi biện pháp rồi cách gì cậu mau nói ra đi thi thi sốt ruột ai cũng thực sự hy vọng thầy lạc có thể trở về chẳng phải vừa mới nói đấy sao? Chúng ta làm ẩm ý lên, càng lớn càng tốt, càng khó đối phó càng tốt, để cho mấy kẻ ngốc kia biết chỉ có mời thầy lạc về chúng ta mới dừng lại. Lưu Trí Cường đưa ra một ý tưởng tiêu cực. Hay, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Làm, trực tiếp làm cho trường uất kim hương phải long trời lở đất. Tất cả mọi người đều tán thành, bởi không có ai không hy vọng lạc tú trở về. Học sinh của lớp số 3 giải tán. Lưu Trí Cường gọi một cuộc điện thoại. Alo, Thánh Đào, cậu đang ở đâu? Trong viện, suýt chút nữa tôi bị ba tôi đánh chết rồi. Diệp Thánh Đào đáp. Chúng tôi có một kế hoạch, cậu quay về tiếp tục làm loạn đi, thế nào? Cậu muốn hại chết tôi à? Tôi không gây chuyện đã suýt chút nữa bị chết rồi. Diệp Thánh Đào mắng. Thầy Lạc mất tích rồi, lần này chúng tôi mong cậu quay về dẫn dắt lớp số 3 làm loạn một trận, tốt nhất là quấy cho trường uất kim hương long trời lở đất lên lưu trí cường cười khẩy nói nếu diệp thánh đào quay về vậy cậu ta tuyệt đối có bản lĩnh này thế thì tôi cũng không dám đâu tôi sợ thầy lạc đến tìm tôi tính sổ hiển nhiên diệp thánh đào bị lạc tú dọa cho sợ hãi đừng lo cậu hãy nghe tôi nói ở phía bên kia lạc tú và phi long ngồi trong xe thầy lạc thật xin lỗi về chuyện lần này phi long xin lỗi rất chân thành còn nữa thầy lạc đây là thù lao đã đồng ý với anh phi long đưa cho lạc tú một chiếc hòm bằng kim loại điều này khiến lạc tú hơi bất ngờ anh cho rằng sự việc còn chưa hoàn thành đối phương hẳn là sẽ không đưa thù lao cho anh mới đúng ha ha thầy lạc chúng tôi không giống với bọn họ chúng tôi nói một là một nói hai là hai chưa bao giờ nuốt lời đây là bản tính của người quân nhân phi long giống như nhìn thấu sự nghi ngờ của lạc tú sau đó giải thích nói lạc tú cũng không từ chối bởi vì anh thật sự cần hoặc là nói muốn hạt giống đó. chương 83, bị khinh thường. Lạc Tú vốn đang đi bộ trên đường, kết quả là không biết từ đâu chui ra một người tiếp thị bán hàng, sau đó anh ta chia tay đưa cho anh tờ rơi quảng cáo. Nhìn qua thì người tiếp thị bán hàng này cũng có vẻ sạch sẽ gọn gàng, nhưng có thể nhìn ra anh ta là một người nghèo, bởi vì bộ quần áo trên người anh ta đã được giặt đi thành nếp, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa thoạt nhìn anh ta cũng không có lớn tuổi sắp xỉ tầm lạc tú khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ mang theo tinh thần tiến thủ mạnh mẽ khẽ đổ mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời tên mập kia kêu lên tức giận chạy tới chỉ vào lạc tú và nói trước khi ra cửa tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi phát tờ rơi phải nhìn người cậu nhìn quần áo của anh ta nhìn khí chất của anh ta đi và còn độ tuổi của anh ta nữa trông giống người mua nổi nhà sao Tên Mập là người quản lý doanh thu của bọn họ, giờ phút này đang phê bình một người thanh niên trẻ tuổi tên là Trương Tử Quân. Mà Trương Tử Quân cũng không phản bác lại, chỉ cúi đầu nghe giáo huấn. Đây là ngày đầu tiên đi làm của anh ta, anh ta không muốn bị sa thải, dù sao anh ta cũng đã đi tìm việc cả tháng rồi, trên người còn có mười mấy đồng. Còn ngây người ra đó làm gì? Mau đi giải đơn đi, tên quản lý doanh thu mắng. Trương Tử Quân cười tâu tuét, sau đó chạy đi nhưng Lạc Tú lại lật trang sau và xem qua. Trả tờ đơn cho tôi, loại người nghèo như anh có mua nổi nhà không? Tên quản lý doanh thu giật lấy tờ đơn trong tay Lạc Tú, vẻ mặt khinh thường nhìn bộ dạng Lạc Tú. Dựa trên kinh nghiệm mấy năm đi làm trong ngành này của anh ta, Lạc Tú ăn mặc tùy tiện như vậy, lại còn là người trẻ tuổi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã nói lên người này rất nghèo, anh ta sẽ không lãng phí thời gian ở đây với một người nghèo như thế. Lạc Tú không tức giận, cũng không thể vì tức giận mà sau đó đến nhà người ta mua cả chục căn nhà để dằn mặt đúng không như vậy bản thân thật giống một kẻ ngốc lạc tú cũng không thèm quan tâm đến tên quản lý doanh thu kia mà đi vào một quán cơm bình dân xa huyền thấy chưa tôi nói không sai chứ ăn cơm cũng chỉ có thể ăn ở xa huyền cậu cảm thấy anh ta có mua nổi một căn nhà không tên quản lý doanh thu lại đứng sau lưng trương tử quân giáo huấn muốn nhìn một người có tiền hay không có tiền Cậu phải xem giày. Cậu xem anh ta đi cái thứ gì? Giày vải. Lạc Tú không vào đó ăn cơm, mà vừa hay ở đó có canh đậu xanh, anh phải mang một phần canh đậu xanh về. Sau khi gói canh đậu xanh xong xuôi, Lạc Tú cũng chưa vội ra ngoài, bởi Vương Phi gửi tin nhắn đến nói một lát nữa mới có thể qua đón. Lạc Tú vẫn cứ ngồi bên trong chờ cho tới khi Vương Phi gửi tin nhắn đến nói sắp tới nơi, Lạc Tú mới đi ra. Thật xin lỗi thưa anh vừa nãy cấp trên của tôi nói những lời đó với anh tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh tôi hy vọng những lời nói và hành động không đúng đắn của anh ấy không làm anh tức giận không biết trương tử quân từ đâu chạy tới bỗng nhiên xin lỗi lạc tú hả tại sao anh ấy không nên nói chuyện như vậy với anh vì bất kể có tiền hay không có tiền cũng đều nên được tôn trọng bởi tất cả mọi người đều bình đẳng chúng ta không nên khinh thường người khác trương tử quân cười nói trong lời nói thể hiện lòng chân thành không chút dối trá lạc tú mỉm cười sau đó lại quay sang hỏi trương tử quân theo cách nói của cấp trên anh anh không nên phát tờ rơi cho tôi nhưng thật ra tôi rất tò mò tại sao anh lại phát tờ rơi cho tôi thật ra nhìn người mà chỉ nhìn vẻ bên ngoài quả thực không được chính xác trương tử quân đáp lại hơn nữa thực ra anh ấy đã xem nhẹ một vài chi tiết trước khi tôi phát tờ rơi cho anh tôi cũng đã quan sát sơ lược rồi trên người anh từ đầu tới cuối luôn có một khí chất rất lãnh đạm là thứ mà người trẻ tuổi bình thường không có hơn nữa tôi thấy ánh mắt anh luôn hiện lên một vẻ tự tin quan trọng nhất là tuy anh ăn mặc tùy tiện nhưng không có chút bụi bặm nào kỳ lạ nhất chính là đôi giày vải ngay cả bàn chân cũng đều sạch sẽ cho nên tôi cảm thấy mặc dù anh không có tiền nhưng tuyệt đối không phải người thường trương tử quân tổng kết nói trái lại lạc tú bật cười e là chi tiết này chính anh cũng không chú ý tới nguyên nhân là do thái hoàng kinh mặc dù không có khí thức hộ thể nhưng bên ngoài cơ thể anh luôn có một dòng khí vô hình di chuyển giúp anh ngăn cản bụi bặm nhưng anh thật không ngờ người thanh niên này lại chú ý tới chi tiết đó thật ra tôi cố tình chờ anh ở đây để xin lỗi anh đấy trương tử quân lại cười nói ồ lạc tú nổi lên hứng thú vì đối phương đã đợi nửa giờ đồng hồ Tôi cảm thấy cho dù là làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì danh tiếng cũng rất quan trọng. Có thể anh sẽ không mua nhà, nhưng anh sẽ giới thiệu người thân của anh mua cho tôi." Trương Tử Quân cười nói, có vẻ rất hay nói. Sau đó anh ta quay sang phía Lạc Tú hỏi ngược lại. "Có phải anh cảm thấy tôi rất ngốc đúng không? Con mẹ nó, cậu đúng là đồ ngốc, cậu mà còn như vậy nữa ông đây lập tức sa thải cậu, cậu lại dám tám chuyện với loại người nghèo này sau lưng tôi?" Công ty trả lương cho cậu để cậu tán gấu à? Bỗng nhiên tên quản lý doanh thu ở đâu xông tới mắng vào mặt Trương Tử Quân. "Xin lỗi cấp trên, tôi biết sai rồi." Trương Tử Quân cười gượng. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần mà mãi không chịu sửa, cậu xem anh ta ăn mặc như thế có mua nổi nhà không?" "Nói không chừng đến việc làm còn không có." Tên quản lý doanh thu vừa chỉ vào Lạc Tú vừa mắng Trương Tử Quân. "Một căn ở biệt thự Lam Thiên của chúng ta đã gần 100 vạn." Người như anh ta có thể mua nổi sao? Cậu có thể đừng ở đây lãng phí thời gian trước mặt cái người không mua nổi nhà được không? Tên quản lý doanh thu lại mắng, những người không có tiền như anh ta trên phố đều là không mua nổi nhà đâu, cậu phí lời vô nghĩa với anh ta được gì đâu. Đối với người trẻ tuổi như Lạc Tú, vừa nhìn cách ăn mặc đã biết không có tiền, tự nhiên cũng không phải nói chuyện tôn trọng làm gì, làm trò châm chọc trước mặt anh, tên quản lý doanh thu cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả trong mắt anh ta, có tiền mới đáng được tôn trọng, còn không có tiền thì đáng bị châm trọng. Chúng ta nên tìm chính là khách hàng cao cấp, khách hàng giàu có. Xịch xịch, tiếng xe hơi vang lên. Sau đó một chiếc Lamborghini dừng lại bên đường. Sau đó Vương Phi đem xuống một chiếc bao và đi về phía Lạc Tú. chương 84, cậu dám đánh tôi. Tên quản lý doanh thu sững sờ, trương tử quân cũng có chút ngây người. Không ngốc, rất thông minh. Lúc Lạc Tú rời đi đã quay sang mỉm cười với Trương Tử Quân, sau đó vỗ vỗ vai Trương Tử Quân. Cái gì gọi là không mua nổi? Không mua nổi căn nhà giá 100 vạn. Người ta vung tay chính là hạng mục 1 ngàn vạn, hơn nữa tài xế của người ta còn lái Lamborghini đến đón. Chưa hết, bọn họ còn ở Hải Thượng Minh Nguyệt, nơi đó có ý nghĩa thế nào, người môi giới nhà không thể không biết đúng không? Loại người này nói thế nào tài sản cũng phải cả trăm triệu tệ. Thế này mà kêu không mua nổi nhà sao? Không mua nổi căn nhà giá hơn trăm vạn. Lạc Tú liếc nhìn tên quản lý doanh thu, cười khinh thường, sau đó rời đi. Từ đầu chí cuối không nói với anh ta câu nào, giống như coi anh ta là người vô hình vậy. Vừa nãy còn coi thường người ta, kết quả là chính mình trong mắt người ta cũng bị xem thường. Phớt lờ là hình thức châm biếm tàn nhẫn nhất. Tên quản lý doanh thu bỗng dâng lên một cảm giác bị người có tiền khinh thường. Tên quản lý doanh thu hết nhìn Trương Tử Quân lại nhìn Lạc Tú, cuối cùng anh ta rời đi với vẻ mặt xấu hổ. Trở lại Hải Thượng Minh Nguyệt, mấy ngày nay Lam Thục Đoan thường xuyên ghé qua, chỉ là không tìm được Lạc Tú mà thôi. Nhìn ánh mắt oán hận của Lam Thục Đoan, Lạc Tú cười cười, Lam Thục Đoan bây giờ rất giống với một oán phụ cô độc trong khuê phòng. "Anh Lạc, bên phía Vịnh Bàn Long đã khởi công dựa theo yêu cầu của anh. Chúng ta cũng có thể tiến hành chào bán trước." Vừa hay tối nay có một cuộc họp mặt của phòng phát triển bất động sản và các công ty truyền thông, chúng ta cũng được mời, ngay ở dưới lầu. Có điều bên phía công ty truyền thông có điểm cố tình gây sự. Bình thường công ty truyền thông hỗ trợ làm quảng bá thị trường nhiều lắm chỉ là một 200 vạn, nếu như mời thêm ngôi sao thì có thể lên tới hơn ngàn vạn. Vương Phi báo giá thị trường cho Lạc Tú, anh ta đã thương lượng qua với đối phương, nhưng tiếc là không được. Bọn họ muốn bao nhiêu? Lạc Tú hỏi. Vẻ mặt Vương phi có phần lúng túng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nói đi, trong lòng Lạc Tú tính toán qua. 3 triệu, Vương phi ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói được. 3 triệu, Lạc Tú cũng hơi sừng sốt, anh vốn nghĩ đối phương chỉ nói thách giá lên một chút, nhưng không ngờ lại nói thách đến mức này, khác gì giết người ăn cướp. Buổi tối, bên trong Hải Thượng Minh Nguyệt, tầng 5 là hội sở có thể tổ chức những bữa tiệc riêng tư. Khách khứa đến đây đều là những nhân vật có máu mặt. Tất nhiên lần này là phòng phát triển bất động sản và công ty truyền thông. Tổng giám đốc Chu, ông đòi bên Vịnh Bàn Long kia 3 triệu phí quảng cáo à? Hừ, chính là muốn chèn ép anh ta một phen, thương vụ làm ăn kia chính là con đường chết. Ở Thông Châu này, tôi nói một tiếng là được, đừng nói 3 triệu, ngay cả 30 triệu anh ta cũng phải đưa. Nếu không tôi sẽ khiến anh ta không bán nổi một căn một nhóm ông trùm bất động sản ở Thông Châu vây quanh một người đàn ông hơn 50 tuổi. Người đàn ông này mặc một bộ nhung lụa màu đỏ, thoạt nhìn có vẻ là người có địa vị cao. Bên kia, bởi vì dù sao bọn họ cũng ở dưới lầu, Lạc Tú và Từ Văn Binh cũng không vội, đến khi tới thì bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Hơn nữa Lam Thục Đoàn cũng đi theo, dù sao Lam Thục Đoàn ít nhiều cũng từng tiếp xúc qua lại với một số công ty truyền thông ở Thông Châu. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ Lạc Tú. Giờ phút này khách khứa đang túm năm tụm ba một chỗ tám chuyện. Lam Thục Đoan khoác tay Lạc Tú cùng xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một là Lam Thục Đoan cũng được coi là ngôi sao, tất cả mọi người thường xuyên nhìn thấy. Hai là Lam Thục Đoan giống như một báu vật thực sự. Hôm nay cô ấy mặc một bộ sườn xám xẻ tà bó sát, ôm trọn lấy đường cong hoàn mỹ và vóc dáng cao gầy. Vừa xuất hiện tự nhiên trở thành trung tâm của bữa tiệc. Rất nhiều ánh mắt không kiêng nể gì mà di chuyển trên người Lam Thục Đoan. Tự nhiên Lạc Tú cũng bị mọi người cùng nhìn chằm chằm. Dẫu sao đi nữa số đàn ông được Lam Thục Đoan khoác tay rất ít. Cô Lam Thục Đoan, Chu Nhất Minh bưng một ly rượu vang đến chào hỏi, cặp mắt một mực dán chặt trên người Lam Thục Đoan. "Chào tổng giám đốc Chu." Lam Thục Đoan lịch sự cười nói. "Chu Nhất Minh, người đứng đầu truyền thông ở Thông Châu, là ông chủ của công ty văn hóa truyền thông Tinh Môi." Nếu bạn muốn làm quảng cáo, vậy Tinh Môi nhất định là lựa chọn hàng đầu, hơn nữa còn là người không thể đắc tội. Bởi vì bọn họ có thể làm cho dự án của bạn trở nên nổi tiếng và cho cả thông châu biết về nó, nhưng bọn họ cũng có khả năng làm cho dự án của bạn trở nên khó ngửi và khiến bạn trở thành chuột qua đường. Thậm chí một vài hạng mục của chính phủ cũng tìm đến Chu Nhất Minh xin giúp quảng bá. Công ty văn hóa truyền thông Tinh Môi chính là doanh nghiệp hàng đầu thông châu. Vị bên cạnh này là chu nhất minh cười cười hỏi vị này chính là ông chủ của vịnh bàn long anh lạc lam thục đoan giới thiệu một cách rất thương mại ồ hóa ra cậu chính là ông chủ nổi tiếng của vịnh bàn long chu nhất minh chế nhạo mang theo chút đùa giỡn mặc dù lạc tú cũng coi như là có chút tiếng tăm ở thông châu nhưng anh chỉ nổi tiếng trên mấy con đường trắng đen về mảng truyền thông và bất động sản thật sự không ai biết đến lạc tú mặc dù không quen nhưng tất cả mọi người đều biết một chuyện chính là có một tên ngốc cư nhiên tiếp nhận con đường chết của Vịnh Bàn Long, vừa nãy bọn họ còn đang bàn tán về chuyện này. Tổng giám đốc Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi, lúc này Vương Phi cũng đi tới, xem ra là có quen biết Chu Nhất Minh. Quả thực là quen biết, vì chính Chu Nhất Minh đã mở miệng đòi 3 triệu mà. Tổng giám đốc Chu, hay là chúng ta thương lượng lại chuyện lúc sáng tôi đã nói với ông đi? Vương Phi rè giặt hỏi. Không có gì để thương lượng cả, ba triệu là tôi đã nể mặt mũi cậu rồi, cậu thanh niên, cậu đừng có mà không biết điều. Chu Nhất Minh nói, tôi nói một câu khó nghe, nếu các người ngại nhiều tiền, có thể tìm nhà khác. Nhưng tôi bảo đảm không nhà nào dám nhận. Có điều hôm nay ông chủ của cậu cũng có mặt ở đây, tôi có thể nể mặt một chút. Khi Chu Nhất Minh nói những lời này, ông ta không nhìn lạc tú, ngược lại là nhìn Lam Thục Đoan. Chỉ cần tối nay cô Lam Thục Đoan có thể hy sinh một chút, Vậy thì chuyện này cũng dễ nói thôi mà." Chu Nhất Minh cười cười, trên mặt hiện lên một nụ cười bị ổi. "Chương 85, Phong sát Lạc Tú. Con mẹ nó cậu biết tôi là ai không mà dám đánh tôi?" Chu Nhất Minh ôm mặt, ngạc nhiên nhìn Lạc Tú. Vẻ mặt Lạc Tú lạnh nhạt giống như vừa mới vỗ một con muỗi. "Đi gọi bảo vệ đến đây." "Không cần gọi, tôi rất muốn nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc ngông cuồng đến mức nào." Chu Nhất Minh ngăn cản người đang định đi gọi bảo vệ tới, hiển nhiên là vẫn không chịu để yên. Ông ta chính là ông trùm trong cái ngành này, vậy mà bây giờ có người dám tát ông ta trước mặt bao nhiêu người, sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Lúc này, có một người đi tới với khí thế hung hăng. "Cậu thanh niên, cậu có phần không biết trời cao đất dày rồi đấy. Mau quỳ xuống xin lỗi tổng giám đốc Chu đi." Thẩm Đào của công ty truyền thông Lam Vũ đứng ra nói công ty truyền thông lam vũ của ông ta chỉ đứng sau công ty văn hóa truyền thông tinh môi nghe nói công ty này có vốn lưu động lên tới 3 tỷ tệ có thể xem như một thế lực vững chắc ở thông châu ông cũng muốn ăn tắt hả lạc tú cười khẩy một tiếng tuy lam thục đoan không phải người phụ nữ của lạc tú nhưng trong lòng lạc tú xem lam thục đoan như bạn bè dở cho trước mặt anh sỉ nhục bạn anh lạc tú cũng sẽ không coi những người này là học sinh mà chiếu cố căn bản sẽ không nương tay cho nên anh đã vung một cái tát, một. Thực sự đây không phải lạc tú điên cuồng, mà lạc tú vốn là tiên tôn, tự nhiên có uy nghiêm của tiên tôn. Thực ra anh đã rất kiềm chế, đổi lại nếu là kiếp trước, nói chuyện như vậy trước mặt anh đã sớm bị giết rồi. Con mẹ nó, cậu thật ngông cuồng, cậu là chủ của hạng mục vịnh bàn long à. Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai, tôi và tổng giám đốc chu sẽ phong sát cậu, con mẹ nó, cậu đừng hòng bán được một căn nào. Thẩm Đào cũng coi như là một người có thân phận và địa vị, ông ta không ngờ Lạc Tú cũng dám bất kính với mình. Bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó bỏ ra một tỷ tệ, tôi còn có thể dìm ồn ào ở thông châu xuống cho cậu, nếu không mối làm ăn kia của cậu, đừng nói là một phòng, đến một viên gạch cũng đừng mong bán ra. Chu Nhất Minh xoa xoa mặt nói, cậu thanh niên, cậu hơi quá đáng rồi đấy, còn không mau xin lỗi tổng giám đốc Chu, nếu không không chỉ trong ngành bất động sản này, chỉ cần ở thông châu, bất kể cậu làm ăn gì đi chăng nữa đều có thể khiến cậu hỏng việc, cậu có tin không?" Một ông chủ bất động sản khác nói. "Phong sát tôi." Lạc Tú cười cười. "Cậu đừng cho rằng chúng tôi không dám, nếu không để cho cậu biết tay một chút cậu lại không biết chúng tôi lợi hại đến đâu." Một ông chủ trong ngành bất động sản nói, ông ta chính là ông chủ của nhà phát triển biệt thự thời đại ở trung tâm thành phố, thực lực vô cùng quyền lực. Điều này quả thực có chút khó khăn. Nếu đại lý bất động sản và công ty truyền thông cùng nhau phong sát Lạc Tú, vậy thì hạng mục vịnh Bàn Long kia đừng mong kiếm tiền, đến bán đi một viên ngói cũng là một việc khó. Tôi nói rồi, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp, quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Chu Nhất Minh đứng trước mặt Lạc Tú cười khẩy nói: "Quỳ con mẹ nhà ông, ông là cái thá gì?" Lạc Tú giơ chân đạp mạnh một cú, trực tiếp đá Chu Nhất Minh văng xa 5 mét. "Cậu thực sự dám đánh người?" "Bảo vệ, bảo vệ đâu?" Người đâu tới bắt cậu ta ném ra ngoài cho tôi. Thẩm đào tức giận quát. Cậu xong đời rồi, sau này cậu tuyệt đối không lăn lộn ở thông châu được nữa đâu. Ngày mai ông đây sẽ đưa cậu lên báo, hoàn toàn phong sát cậu. Chu Nhất Minh bị Lạc Tú đá một cước đến hộp máu, nhưng vẫn nằm trên đất chỉ vào mặt Lạc Tú uy hiếp nói. Ông ta không ngờ tính tình người thanh niên này lại thô bạo đến vậy, một câu không lọt liền động thủ. Hừ, phong sát tôi, Lạc Tú đứng tại chỗ mỉm cười tôi muốn nhìn xem các ông định phong sát tôi thế nào. Cái khác không nói, nhưng hôm nay cậu chết chắc rồi, con mẹ nó cậu dám ở đây đánh người. Thẩm đào cười khẩy nói. Bọn họ đều là những người có thân phận và địa vị, hơn nữa ở đây không ai dám dở thói ngang ngược, nơi này là nơi nào mọi người đều hiểu rõ. Người thanh niên này lại dám dở trò lưu manh ở đây, đợi tới khi bảo vệ đến, nhất định sẽ nhận được sự dạy dỗ đến nơi đến chốn. Cho nên thẩm đào vừa cười khẩy, vừa chờ xem kết cục của Lạc Tú. Chu Nhất Minh cũng vậy, ông ta chính là ông trùm trong cái ngành này, bây giờ bị người khác đánh trước mặt như thế, nhất định phải tìm lại mặt mũi. Ông đây đợi xem cậu chết như thế nào." Chu Nhất Minh tức giận mắng một tiếng. Rất nhanh đội bảo vệ đã đi vào, thậm chí còn có một vài vệ sĩ cũng vào theo. "Bắt cậu ta lại cho tôi, cậu ta dám đánh người." Thẩm Đào nói với bảo vệ. "Tôi thật muốn nhìn xem hôm nay cậu ngông cuồng đến đâu." chu nhất minh ôm bụng nói anh lạc ban đầu bảo vệ rất ngạc nhiên vì đội trưởng đội bảo vệ biết rất rõ lạc tú là ai sau lần đạo diễn kia xông nhầm vào phòng của lạc tú diệp song song đã cố tình đến hải thượng minh nguyệt chào hỏi cho nên đội trưởng đội bảo vệ cũng là quen biết với lạc tú bắt lạc tú đừng nói đùa nữa lúc này sắc mặt lạc tú cũng trầm xuống đuổi bọn họ ra ngoài tôi không muốn thấy bọn họ ở trong này lạc tú nhướng mày giọng điệu mang theo mùi ra lệnh. Sau đó Lạc Tú dẫn theo Lam Thục Đoan nghênh ngang rời đi, bảo vệ căn bản cũng không ra tay ngăn cản. Điều này làm cho đám người Chu Nhất Minh lập tức ngẩn người. "Thật xin lỗi, các vị." Đội trưởng đội bảo vệ bỗng nói với đám người Thẩm Đào và Chu Nhất Minh. "Như vậy là ý gì?" Thẩm Đào nhướng mày hỏi. "Ý của tôi là kêu các người, cút." Đội trưởng đội bảo vệ dồn sức mắng từ nay về sau các người bị liệt vào sổ đen của hải thượng minh nguyệt anh lạc không muốn thấy các người không ai có thể đến đội trưởng đội bảo vệ rất không khách khí bởi vì anh ta có tư cách này ai cũng biết ông chủ ở đây là ai không ai dám ở nơi này dở thói ngang ngược đương nhiên lạc tú là ngoại lệ đám người chu nhất minh bị đuổi đi những người còn lại hai mặt nhìn nhau đều suy đoán về thân phận của lạc tú trên đường trở về audio điện tử võ tấn bền chương 86, mời đi cho. Lạc Tú đi về phòng. Anh khoanh chân ngồi xuống, Lạc Tú mở chiếc hòm bằng kim loại của Phi Long đưa cho anh ra, sau đó anh thấy bên trong có một hạt giống trong suốt sáng long lanh. Đây là một hạt giống hoàn chỉnh không sứt mẻ. Lạc Tú cẩn thận dán lên chán, sau đó bắt đầu dung hợp. Qua khoảng nửa tiếng, đầu của Lạc Tú bỗng biến mất. May là không có ai thấy, nếu không nhất định sẽ bị hù chết. Sau đó chính là cơ thể và tứ chi cuối cùng ngay cả quần áo mà lạc tú mặc cũng biến mất thậm chí lạc tú nâng cánh tay của mình lên cũng không nhìn thấy chỉ có thể dựa vào cảm giác ẩn thân lạc tú lặng lẽ đi vào bếp sau đó phát hiện lam thục đoan đang thái rau lạc tú đứng trước mặt lam thục đoan đưa tay quơ quơ phát hiện lam thục đoan dường như không có chút phản ứng nào căn bản là không thấy anh cuối cùng trong đầu lạc tú bỗng nổi lên một ý nghĩ vỗ một cái vào chiếc mông cong đầy đặn của lam thục đoan một lam thục đoan cả người như bị điện giật mông rung mạnh lên sau đó cô ấy quay người lại phát hiện không có ai cả tiếp theo là một tiếng thét chói tai sau đó cô ấy chạy thẳng về phía phòng của lạc tú lạc tú có ma có ma sau khi động viên một lúc lâu lam thục đoan mới bình tĩnh trở lại sau khi ăn cơm xong lạc tú lại thi triển phép ẩn thân của mình đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại và đường phố người qua đường hoàn toàn không nhìn thấy lạc tú căn bản không ai có thể phát hiện. Lạc Tú khẽ cười, phép ẩn thân này đương nhiên không phải dùng để vỗ mông phụ nữ, hay là đi rình mò. Mà là để ám sát. Có thể giải quyết kẻ địch không một tiếng động. Đây mới là chỗ dùng thực sự của phép thần thông này. Điều này cho phép Lạc Tú ở giai đoạn này làm những điều mà trước đây anh không thể làm được. Đương nhiên phép ẩn thân này nếu đối phương cũng là người tu tiên, có thể sẽ không hữu dụng như thế nữa nhưng bây giờ lạc tú có thể lặng lẽ đi giết một số người gây cản trở rồi lạc tú nghiên cứu phép ẩn thân cả đêm sau khi ăn bữa sáng lạc tú tự mình đến công trường của vịnh bàn long một chuyến ở đó đã bắt đầu việc trang trí một số công việc còn giang dở cũng đang được tiếp tục còn về chuyện đại trận tụ linh lạc tú đưa cho vương phi một bản vẽ nhân tiện mua hết những vật liệu mà anh cần thật ra trang trí một cái đại trận không cần bao nhiêu thời gian nhóm thợ đã nhanh chóng bắt tay vào làm dựa theo yêu cầu của lạc tú tiểu khu lúc này vẫn còn là một mảnh hoang vu cỏ mọc thành bụi lạc tú dường như nhàn rỗi không có việc gì anh mang theo một ít hạt giống của các loại hoa và cây gieo xuống anh lạc anh nhàn rỗi quá hả sao lại gieo hạt vương phi trêu chọc nói bởi vì trên thực tế việc phủ xanh tiểu khu thường là trồng cây và hoa có sẵn nếu bạn trồng các loại cây bạn sẽ phải đợi bao nhiêu năm nữa chứ đúng rồi anh lạc phòng kinh doanh bất động sản của chúng ta xảy ra vấn đề vương phi cảm thấy gần đây nhiều chuyện xảy ra thấy hơi sứt đầu mẻ chán sao vậy lạc tú có chút nghi hoặc ngẩng đầu nói có thể liên quan đến chuyện tối qua hiện tại giám đốc kinh doanh đòi phải trả thêm lương cho anh ta nếu không anh ta sẽ dẫn theo toàn bộ nhân viên rời đi vương phi trả lời tên giám đốc kinh doanh kia có vẻ nghe thấy một vài tin đồn biết hiện giờ lạc tú đang thiếu người cho nên vào giờ phút quan trọng, anh ta định uy hiếp ông chủ của mình một chút. Dẫn đến đây gặp tôi, Lạc Tú tiếp tục cúi đầu gieo hạt giống xuống. Rất nhanh một người đàn ông đầu tóc vuốt bóng như mỡ heo đã tới. Làm giám đốc kinh doanh của dự án này, anh ta đã làm trong ngành này mười mấy năm và anh ta có thể được coi là người rất giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là anh ta quan hệ rất rộng, nhưng hiện tại sau khi nghe nói ông chủ của dự án này thay đổi người, anh ta vẫn luôn tìm cơ hội để nâng cao mức lương của mình. Điều này không có gì đáng trách, nhưng tối qua anh ta nhận được một cuộc điện thoại, biết được Lạc Tú đắc tội mấy ông trùm trong ngành này liền nổi lên suy nghĩ không đứng đắn. "Chào tổng giám đốc Lạc. Anh muốn tăng lương." Lạc Tú vừa gieo hạt giống hoa vừa hỏi. "Tổng giám đốc Lạc, thật ra cũng không phải ý của tôi, mà là ý của những người bên dưới." Giám đốc kinh doanh đáp. "Ý của anh là việc tăng lương là ý của những người bên dưới sao?" Lạc Tú lại hỏi lại một câu. Giám đốc kinh doanh phản ứng lại, sau đó cười ngượng ngùng. Thế nhưng Lạc Tú cũng không quá để ý mà tiếp tục nói. Mỗi tháng cho anh thêm 5 vạn, anh thấy thế nào? Thực tế, vốn dĩ lương hàng năm của giám đốc kinh doanh là hơn 180 vạn, mà hiện tại chẳng khác nào tăng thêm 60 vạn nữa. Đối với một giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh bất động sản có lẽ là cũng không cao lắm. Nhưng phải nhớ một điều, dự án Vịnh Bàn Long còn chưa chào bán. Đó cũng có nghĩa là hiện tại anh ta không cần làm việc nhưng mỗi tháng đều có thể nhận lương. Tổng giám đốc Lạc, anh xem cái này một chút, hiện tại giá cả cũng tăng rất nhanh. Tuy rằng giám đốc kinh doanh nói vậy, nhưng anh ta đã ăn chắc Lạc Tú rồi. Tổng giám đốc Lạc, tôi nói thẳng nhé, lương một năm không được một nghìn vạn, vậy thì tôi sẽ chọn rời đi. Dù sao tôi cũng lăn lộn ở thông châu lâu như vậy, vẫn có thể tìm được một chỗ có mức lương như thế. Tất nhiên những lời này của giám đốc kinh doanh là nói khoác. Dù sao thì càng làm ông chủ thì càng khôn khéo, một giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh bất động sản đều có thể đòi mức lương 1.000 vạn, ông chủ sẽ phát điên mất. Nhưng vì anh ta biết hiện giờ trong tay Lạc Tú không có ai, không dám thả anh ta đi. Cho nên giám đốc kinh doanh rất có tự tin. Được, vậy thì tới phòng kế toán tính tiền đi, đi thong thả, không tiễn. Lạc Tú không thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái, trực tiếp chốt hạ. Cái này khiến cho giám đốc kia há hốc mồm. Tổng giám đốc Lạc, cái đó không phải không thể thương lượng. Giám đốc kinh doanh thực sự không muốn rời đi chút nào, vì ở đây bất kể làm hay không đều có thể nhận tiền lương, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Rời khỏi đây, với năng lực của anh ta, có thể tìm được một công việc có mức lương 50 vạn mỗi năm đã là mừng rồi. Không có gì để thương lượng cả, đi đi." Lạc Tú cười khẩy một tiếng. "Họ Lạc kia, anh có ý gì?" giám đốc kinh doanh lập tức bật lại. Chẳng phải anh nói dưới một nghìn vạn anh không làm nữa sao? Thật ngại quá, cái miếu nhỏ này của tôi không chứa được anh, cũng không mời nổi anh. Tôi đây không làm chậm chế anh nữa, đi kiếm một nghìn vạn của anh đi. Lạc Tú chế nhạo, lạnh lùng nói. Với tính cách của Lạc Tú sao không nhìn ra được cái thủ đoạn nhỏ này của giám đốc kinh doanh chứ? Họ Lạc kia, nếu tôi rời đi, tôi cam đoan nơi này đến một người cũng không tìm được, Giám đốc kinh doanh uy hiếp lạc tú. Anh lạc, nếu anh ta đi rồi, chúng ta thực sự thiếu người. Vương Phi đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Lạc tú mỉm cười, sau đó cầm lấy di động trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Lương một năm hai trăm vạn có đến không? Cái gì, hai trăm, hai trăm vạn? Trương Tử Quân kinh hãi. chương Tám Mươi Bảy, Trường Uất Kim Hương xảy ra một trận hỗn loạn. Lạc Tú chỉ rời đi có một ngày thôi mà trường trung học ướt kim hương như sắp bùng nổ vậy. Toàn trường hỗn loạn như gà bay chó sủa, vì tất cả học sinh của lớp 12 phần 3 đều náo loạn hết cả lên. Trần Hữu vốn tưởng rằng Lạc Tú rời đi là một chuyện tốt, nhưng không ngờ đó lại là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Mới sáng sớm anh ta đã nhận được một cuộc điện thoại. Alo, chủ nhiệm Trần à, học sinh lớp 3 của anh đánh nhau với học sinh lớp 4, làm năm học sinh bị thương anh mau đến xem thế nào đi trần hữu lập tức tỉnh càng ngủ vội vàng lái xe đến trường dù sao cũng là đánh người bị thương còn là năm học sinh lật đây cũng được coi là chuyện lớn rồi quan trọng nhất là nghe nói học sinh bị thương còn là học sinh có thành tích tốt nhất vậy thì chuyện này càng gay gâu hơn rồi trần hữu vừa mới bước chân ra ngoài thì điện thoại của anh ta lại đổ chuông alo chủ nhiệm trần anh mau đến đây đi Học sinh lớp 3 của anh vừa đẩy một giáo viên xuống từ tầng 2, bây giờ giáo viên đó đang được đưa đến bệnh viện. Điện thoại bên này còn chưa cúp máy thì điện thoại của bên kia đã lại đổ chuông, là cuộc gọi của hiệu trưởng. "Tiểu Trần, anh mau đến đây đi, học sinh lớp 3 đốt cháy cả cái căng tin rồi." Mỗi lần nhận một cuộc điện thoại, Trần Hữu đều hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vì bây giờ anh ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp số 3, những chuyện này anh ta đều phải gánh vác trách nhiệm. Bây giờ trường trung học Uất Kim Hương gần như đã loạn thành một nồi cám, ngay cả cảnh sát phố trang cũng được điều động đến. Cánh cửa lớn của ngôi trường bị đóng chặt lại. Cảnh sát phố trang bao vây cổng trường, tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt. Vì không biết học sinh lớp 3 chọc phải một nhóm côn đồ ở đâu, bây giờ chúng đang canh ở cổng trường chuẩn bị đánh nhau. Trần Hữu đi ngang qua, đám côn đồ đó không động vào anh ta nhưng tình hình đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa. Bây giờ học sinh lớp 3 và đám côn đồ vẫn đang trong thế đối đầu. Chủ nhiệm Trần, tôi thấy hay là chúng ta mời thầy Lạc về đi. Hiệu trưởng nhìn trường uất kim cương loạn như cào cào như vậy, thực sự thấy hơi đau đầu. Bây giờ rõ ràng là đám học sinh lớp 3 đang muốn náo loạn, gây rắc rối. Không được, chúng ta đã đuổi anh ta đi, làm sao có thể để anh ta quay lại được. Tôi đi tìm học sinh lớp 3, tôi không tin là mình không đàn áp được đám học sinh hư này. trí Cường ý tưởng của cậu có được không vậy? Yên tâm đi, đợi lát nữa là thánh đào cũng đến rồi. Cậu tưởng là tôi chỉ muốn làm loạn trong lớp một chút thôi hả? Nếu nhà trường không mời thầy Lạc quay về thì chúng ta sẽ làm loạn lên khiến tất cả học sinh trong trường Uất Kim Hương đều không thể học hành được gì nữa. Trần Hữu đến phòng học của lớp số 3. Nhưng lúc anh ta bước vào, bên trong trống hô trống hoác không có một bóng học sinh nào, ngay cả bàn ghế cũng không có điều khiến Trần Hữu tức giận hơn là trên bảng đen có dán một tấm ảnh đen trắng của anh ta, hai bên để hai câu đối thường dùng để tưởng nhớ người đã khuất, bên dưới có bảy nến trắng. Rõ ràng là đám học sinh này đang bày linh đường cho anh ta mà. Trần Hữu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có chỗ để chút giận, vì tất cả học sinh lớp 3 đều không có mặt ở đây. Đợi sau khi Trần Hữu rời đi, hiệu trưởng trường Uất Kim Hương đã gọi điện cho Lạc Tú trong sự bất lực và tuyệt vọng. Alo, thầy Lạc à, thầy có đang bận việc gì không? Có, Lạc Tú đáp gọn lòn một từ rồi thẳng thừng cúp máy. Không phải là Lạc Tú không biết đám học sinh lớp 3 kia đang gây náo loạn, mà là anh thực sự đang bận. Hơn nữa lúc anh rời đi, vị hiệu trưởng kia cũng đã ngầm thừa nhận chuyện đó, vì thế Lạc Tú cũng không hề nể mặt ông ta. Nếu đã đi rồi, vậy thì chuyện của trường Uất Kim Hương thật sự không còn liên quan gì đến anh nữa. Sau khi Lạc Tú gieo hết các hạt giống hoa và cây cũng đã đến nửa đêm. Thực ra nếu để ý kỹ sẽ nhận ra những giống cây và giống hoa này đều được gieo trồng theo một quy luật nhất định. Đợi đến khi tất cả người ở đây đều rời đi, Lạc Tú mỉm cười, đi đến một căn biệt thự trong khu biệt thự Vịnh Bàn Long. Căn biệt thự này có thể coi là căn biệt thự lớn nhất, sang trọng nhất và tất nhiên đây cũng là mắt trận. Lạc Tú ngồi xuống, khoanh hai chân lại, ngũ tâm hướng thiên, bấm hai tay niệm chú trông anh như đang giao tiếp với một cỗ sức mạnh trong bóng tối. Chẳng bao lâu sau, Lạc Tú bất thình lình mở mắt ra. Hồ phong hoán vũ, vùng đậu thành binh. Gió đã nổi lên, nhưng cơn gió này chỉ xuất hiện ở Vịnh Bàn Long. Mưa cũng đã rơi, nhưng cơn mưa này cũng chỉ rơi ở khu vực Vịnh Bàn Long. Ngay sau đó, những hạt giống hoa và cây mà Lạc Tú vừa gieo lập tức lớn nhanh như thổi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hoa nở như gấm, tiểu khu cằn cõi tức khác biến thành một nơi tuyệt đẹp như thiên đường ở chốn nhân gian. Chiếc hồ đã cạn như được rót đầy nước trong vắt, cây cối rậm rạp tươi tốt khiến con người ta có cảm giác như đang ở trong một khu rừng nguyên sinh với thảm cỏ xanh tươi rì rào, sương mù bùa vây như thiên đường nơi hạ giới. Bên cạnh căn biệt thự mà Lạc Tú đang ở bỗng xuất hiện một cái hồ nho nhỏ, có dòng sông uốn khúc chảy qua. Và trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vịnh bàn long lại thay đổi một cái bất thình lình. Lấy biệt thự của Lạc Tú làm trung tâm, phía bắc đột nhiên có tuyết rơi của mùa đông, phía nam đẹp như mùa xuân, phía đông lại như ngày hè tươi mát, còn phía tây lại ngập tràn sắc vàng của lá rơi mùa thu. Tất cả mọi thứ ở đây giống như một động tiên tuyệt đẹp, hoặc có thể nói là lúc này Vịnh Bàn Long đã dần dần thay đổi. Trên thực tế, đúng là Lạc Tú cũng có dự định dần dần thay đổi nơi đây, cuối cùng biến nó thành một động tiên đích thực và độc nhất vô nhị. Toàn bộ ngoại vi Vịnh Bàn Long bị bao phủ trong sương mù dày đặc, nhưng bên trong lại xuất hiện bốn mùa ở bốn phía khác nhau. Cùng lúc đó, khoảnh khắc trận pháp được khởi động, tất cả người dân của thành phố Thông Châu đều phát hiện ra dường như các ngôi sao trên bầu trời đêm trở nên sáng và rõ hơn, đặc biệt là khoảng trời ở phía vịnh Bàn Long, thậm chí có thể nhìn thấy cả dài ngân hà ở đó. Đối với Thông Châu thì điều này gần như là không thể xảy ra, dù sao Thông Châu cũng được coi là một thành hạng chung, không lớn cũng không nhỏ, có nhiều vùng đất bị bỏ hoang nhưng cũng có nhiều nhà máy, công xưởng trong khu phát triển. Đêm nay những ai vẫn chưa đi ngủ sẽ lần đầu tiên được thấy một cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp la lấp lánh, trên khuôn mặt lạc tú cũng tràn đầy vẻ phấn khích. Sau đó anh lại ngồi khoanh chân, lồng ngực chậm rãi phập phồng lên xuống, giữa hai lỗ mũi anh có hai cột khí hình rồng đang được anh hít vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, lạc tú đã bước vào một cảnh giới kỳ ảo. Thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, Hầu hết Lạc Tú đều dựa vào sức mạnh của mình. Chỉ khi có được nền tảng vững chắc nhất trước khi sự thay đổi đó đến, Lạc Tú mới có đủ tư cách để tranh bá xưng vương. Rốt cuộc trong núi Côn Lôn có tổ tiên của loài rồng không? Chương 88, Mồi nhử. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trường trung học Uất Kim Hương lại xảy ra chuyện. Chu Tử Thiên vẫn rất coi thường Lạc Tú, cho dù ngày hôm đó Lạc Tú đã thể hiện sức mạnh có thể giết chết anh ta chỉ trong một giây nhưng chu tử thiên vẫn xem nhẹ năng lực của lạc tú trong mắt anh ta một người được cho là côn đồ không hòa nhập với xã hội có thể bảo vệ được an ninh như vậy tại sao anh ta lại không thể chứ tử thiên chuyện lần này không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào lãnh đạo của cục an ninh tên là lưu quyền thực ra nói một cách chính xác thì chuyện bảo vệ an ninh như về phía quân đội nhưng vì bên cục an ninh có người đã khăng khăng cướp nhiệm vụ này về bên họ để lập công vì thế đối với cục an ninh thì đây là một chuyện cần được xem xét một cách nghiêm túc và cẩn thận dù sao nếu hoàn thành tốt thì cục an ninh cũng được nở mày nở mặt còn có thể nhận được thù lao nhưng nếu làm không tốt thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng không chỉ có một mình lưu quyền mất mặt mà hậu quả còn rất nghiêm trọng thế nên lưu quyền mới dặn dò như vậy anh lưu yên tâm đi chuyện lần này chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu mặc dù tên lạc tú kia trông có vẻ vô cùng lợi hại nhưng tôi thấy anh ta chỉ biết giết người, không biết bảo vệ người. Hơn nữa tôi cũng rất có kinh nghiệm trong việc bảo vệ người, đảm bảo sẽ không khiến anh bị mất mặt đâu. Quan hệ riêng tư giữa Chu Tử Thiên và Lưu Quyền rất tốt đẹp, vì thế các xưng hô giữa hai bọn họ cũng gần gũi, thân thiết hơn. Lúc này, bọn họ không ở trong trường học, theo cách nói của Chu Tử Thiên thì hẳn là không có ai dám đến làm loạn ở những nơi như trường học. Quan trọng nhất là, lần trước đã có một nhóm người vào trường để cướp người, nhưng đã thất bại. Vậy chắc chắn bọn họ sẽ không chọn trường học nữa, chỉ cần để An Linh như trong trường, không cho cô ta ra ngoài. Sau đó, chuyện này coi như đã ổn thỏa, tuyệt đối không xảy ra bất cứ sai sót nào. Hơn nữa, Chu Tử Thiên cũng đã vỗ ngực đảm bảo, cho dù có người dám đến trường học ra tay cướp người thì với năng lực của anh ta, anh ta cũng sẽ khiến đám người đó một đi không trở lại. Chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Lưu Quyền vẫn thấy hơi không yên tâm anh lưu yên tâm đi thực ra em còn hy vọng là bọn họ sẽ tới vì bọn họ không tới ngược lại còn hơi khó giải quyết chu tử thiên cười nói bọn họ không ở trong trường mà ở trên một chiếc xe của trường ý của cậu là dùng an linh như làm mồi nhử sau đó dụ đám người kia tới rồi hốt gọn một mẻ lưu quyền hỏi đúng vậy đây chính là sự chuyên nghiệp của bọn em so với việc chỉ biết ở trong chỗ sáng để phòng kẻ địch một cách ngốc nghếch thì chúng ta nên ở trong tối dẫn dụ kẻ địch tới rồi tung một đòn bất ngờ, hốt gọn cả đám. Đó là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Lúc này Chu Tử Thiên tỏ ra rất tự tin. Chỉ tiếc Lạc Tú không có ở đây, nếu anh ở đây thì e rằng anh sẽ mắng anh ta một câu ngu xuẩn. Vì với thực lực của Chu Tử Thiên ngay cả một người cũng không đối phó nổi, huống hồ còn là một nhóm người. 12 giờ đêm, điện thoại của Chu Tử Thiên bỗng nhiên đổ chuông, vì ký túc xá nữ của trường trung học Ướt Kim Hương xảy ra chuyện rồi. Chu Tử Thiên cũng lập tức bừng tỉnh, sau đó anh ta lựa chọn xuống xe, chạy tới đó. Chỉ là điều mà Chu Tử Thiên không ngờ đến là đợi đến khi anh ta chạy đến đó thì đã có 7, 8 người bắt được An Linh Như, bọn họ đang ở cổng lớn của ký túc xá nữ. "Under, chuyện lần này có thuận lợi, suôn sẻ quá không? Lần trước sao hai thằng đần bên Alan lại để xảy ra sơ suất được nhỉ? Bọn chúng không ngờ là chúng ta lại dám đến lần thứ hai chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy." hơn nữa hình như lần này quả thực có hơi suôn sẻ nằm ngoài dữ liệu của tao. Một người đàn ông khác trong bộ đồng phục của lính đánh thuê cười nói. Các vị, nếu đã đến rồi thì không được rời khỏi đây đâu. Chu tử thiên chắp tay sau lưng, trông rất bình thản, ung dung. Anh ta bình tĩnh chặn đám lính đó lại, mà lúc này Lưu Quyền cũng đã chạy tới. Thằng ngốc này đang nói gì vậy? Hiển nhiên là đám người kia không hiểu tiếng Trung, họ đang giao tiếp bằng tiếng Anh. Under, mày đi xử nó đi, tên thủ lĩnh nói với Ander. Tên lính đánh thuê Ander kia liếc mắt nhìn Chu Tử Thiên một cái, tất nhiên anh ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Chu Tử Thiên không phải là đối thủ của mình nên cũng lười không thèm dùng súng, mà lập tức vứt thẳng khẩu súng cho đồng đội mình, sau đó rút một con dao rát ở hông ra, đi về phía Chu Tử Thiên. Vốn dĩ lúc nhìn thấy đám người kia còn mang theo súng, anh ta còn hơi cẩn trọng rè dặt một chút, nhưng bây giờ chỉ thấy một tên người ngoại quốc đi về phía mình anh ta liền thấy yên tâm tử thiên cẩn thận một chút lưu quyền không bước đến quá gần mà đứng ở đằng xa lên tiếng nhắc nhở bọn họ không chọn cách báo cảnh sát cũng không chọn cách thông báo cho người khác vì lưu quyền tin tưởng chu tử thiên còn chu tử thiên càng tin tưởng vào bản thân hơn không sao đâu tên lạc tú kia còn có thể giết được hai người chẳng lẽ em lại không làm được ư em hiểu bọn chúng chắc hẳn đây là một đám lính đánh thuê, nhưng bọn chúng còn kém xa so với những lính thuê em đã từng đánh ở khu vực Trung Phi. Đám này em có thể lấy một trọi mười. Chu Tử Thiên còn chưa nói đến hết câu thì một tiếng, phụt, bất thình lình vang lên, đầu anh ta lập tức lìa khỏi cổ, sau đó lăn xuống đất như một quả dưa hấu. Chả bó công tao ra tay, rách, lần sau nếu gặp đối thủ yếu như này thì đừng gọi tao nhé. Đi thôi, Under lau vết máu trên con dao vào người Chu Tử Thiên, sau đó dắt lại vào hông bảy tám tên lính đánh thuê cứ thế nghênh ngang đưa an linh như bước ra bên ngoài cổng tao còn tưởng là sẽ có một trận chiến khốc liệt ít nhất cũng phải có vài tên cảnh sát trung quốc đến chứ sách phàn nàn sau đó đám người đó lên một chiếc xe tải phóng xe đi thẳng từ đầu đến cuối lưu quyền thậm chí còn chẳng dám ngăn cản mãi sau cùng anh ta mới định thần lại sau đó sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh bấm số gọi điện cho cảnh sát và báo cho mọi người. Vì bây giờ chuyện này đã thật sự trở nên gay gâu rồi. Đêm hôm đó, có thể nói là cả thành phố Thông Châu nhốn nháo hỗn loạn như gà bay chó sủa. Không chỉ có Thông Châu mà ngay cả một số ông lớn bên Yên Kinh cũng bị kinh động. Vì đối phương thực sự quá khó đối phó, người của Cục An ninh đã đuổi theo ba lượt, cả ba lượt đều hy sinh. chương 89, Mời Lạc Tú tất nhiên lạc tú cũng biết những chuyện đó anh luyện công cả một đêm lúc này trời đã sáng vì thế lạc tú cũng quay về về lại hải thượng minh nguyệt đầu tiên lạc tú đi tắm rửa trước đúng lúc anh đang tắm thì điện thoại đổ chuông anh lạc an linh như bị người ta bắt cóc rồi là phi long gọi điện đến lạc tú không hề cảm thấy bất ngờ vì thực lực của chu tử thiên hoàn toàn không thể bảo vệ được an linh như chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra Chuyện này đã không còn liên quan gì đến tôi rồi, không phải sao? Lạc Tú không can dự vào, vì nhiệm vụ của anh đã kết thúc rồi. Đêm qua bên cục an ninh đã phái ba đợt cao thủ đi, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ đều đã bị đối phương giết sạch. Vì thế bây giờ lãnh đạo bên cục an ninh muốn mời anh Lạc ra tay. Phi Long im lặng một lúc, sau đó vẫn phải cắn răng nói: "Xin lỗi nhé, tôi không rảnh." Lạc Tú thẳng thừng cúp điện thoại khi đó thái độ của lãnh đạo cục an ninh với lạc tú rất tệ hơn nữa tên chu tử thiên ở bên đó cũng rất ngạo mạn ngông cuồng luôn miệng nói mình chắc chắn có thể bảo vệ tốt an linh như bản thân mình rất chuyên nghiệp nhưng kết quả thì sao cho dù bây giờ kết quả có ra sao thì lúc trước trước khi có chuyện xảy ra thì đá anh sang một bên đến khi xảy ra vấn đề lại muốn gọi anh về ư hành động đó gọi là gì bọn họ thật sự coi lạc tú này là kẻ có thể kêu thì đến đuổi là đi liền nhưng lạc tú vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên lạc tú mở cửa phi long và lưu quyền đang đứng bên ngoài anh lạc thật sự xin lỗi anh chúng tôi cũng không còn cách nào khác phi long cũng rất buồn bực dù thế nào thì anh ta cũng không vừa mắt lưu quyền người ta đã bảo vệ rất tốt con mẹ nó tại anh ta cứ khăng khăng làm xáo trộn hết cả lên bây giờ thì hay rồi xảy ra chuyện lớn luôn tôi đã hoàn thành những việc tôi nên làm vì thế xin lỗi nhé, vấn đề của các người không liên quan gì đến tôi. Lạc Tú lắc đầu nói. Anh là Lạc Tú phải không? Anh phải biết là lần này tôi đích thân đến đây đã là cho anh một cơ hội rồi. Lưu Quyền vẫn giữ về cao ngạo không coi ai ra gì đó, thái độ cũng rất tệ. Vì anh ta cho rằng, dù là với bất kỳ ai thì được làm việc, cống hiến sức lực cho cục an ninh cũng đã là một cơ hội tốt, có thể nói là phải quỳ lại để có được. Hơn nữa, anh ta cũng không coi Lạc Tú ra gì, anh ta nghĩ lạc tú chỉ là một nhân vật bình thường trong xã hội thôi nhưng lưu quyền vừa dứt lời sắc mặt phi long lập tức thay đổi con mẹ nó anh đang nhờ người ta giúp đỡ đấy thế mà vẫn trưng cái thái độ đó ra được ư đến tìm lạc tú nhờ anh giúp đỡ còn phải nhờ và lại lục hết hơi vì tính khí lạc tú là vậy chỉ yêu nhẹ không ưa nặng nếu anh còn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn như vậy có khi người ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái đâu Lạc Tú tức đến bật cười trước thái độ và những lời đó của Lưu Quyền. "Ồ, cho tôi cơ hội ư? Anh phải hiểu là chuyện tốt như này người khác có cầu cũng không cầu được." "Đúng là chúng tôi đang cho anh cơ hội đấy. Xin lỗi nhé, tôi phải nghe điện thoại đã." Đúng lúc này điện thoại của Lạc Tú bỗng đổ chuông. "Alo, thầy Lạc à, thầy có thể quay về đảm nhận lại vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 phần 3 trường Ướt Kim Hương được không?" Cuộc gọi này đến từ hiệu trưởng của trường Ướt Kim Hương. Vì sáng nay ông ta không chỉ phải đối mặt với chuyện An Linh như bị bắt cóc mà còn phải xử lý chuyện Diệp Thánh Đào dẫn theo học sinh lớp 3 thẳng tay đập vỡ hết tất cả kính trong phòng học trong các tòa nhà của trường, không bỏ qua một phòng nào, thậm chí phòng của hiệu trưởng cậu ta cũng đập. Chưa hết, sáng nay Diệp Thánh Đào còn bỏ thuốc sổ vào đồ ăn trong căng tin, bây giờ hàng chục học sinh đã được đưa đến bệnh viện, người bên sở giáo dục còn đích thân đến để hỏi về chuyện này. Bây giờ hiệu trưởng trường trung học phổ thông Uất Kim Hương cảm thấy mình sắp xong đời đến nơi rồi. Trường xảy ra một chuyện lớn như vậy, ông ta hoàn toàn không cáng đáng nổi. Người duy nhất có thể áp chế được đám học sinh hư này chỉ có Lạc Tú. Xin lỗi nhé, tôi không rảnh. Lạc Tú thẳng tay cúp điện thoại, lúc đầu nhiệm vụ bảo vệ của anh kết thúc, thái độ của hiệu trưởng đã chứng tỏ mọi chuyện, vậy giờ ông ta còn cầu xin anh quay về ư. Nằm mơ đi. Lạc Tú, anh thấy thế nào? tôi hy vọng anh có thể biết trân trọng cơ hội này. Lưu Quyền thấy Lạc Tú đã cúp điện thoại liền lên tiếng. Trân trọng, cơ hội, Lạc Tú bật cười, một nụ cười đầy mỉm mai. Phi Long đứng bên cạnh nghe Lưu Quyền nói vậy chỉ muốn dáng cho anh ta một cái tát. Xin lỗi, nhé, tôi chỉ muốn nói rằng, nói đến đây, Lạc Tú ngừng lại để hắng giọng, con mẹ nó, anh là cái thá gì? Cho tôi cơ hội, Lạc Tú này lại cần cái cơ hội đó của anh quá có phải đầu óc anh có vấn đề không vậy? Bây giờ anh đang cầu xin tôi làm việc cho anh đấy, thế mà anh còn dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi. Anh đem cơ hội này cho người khác đi, anh giỏi giang thế cơ mà, anh tự đi mà cứu người đi. Bây giờ, đừng đứng ở trước cửa phòng tôi làm phiền tôi nữa. Cút! Dầm, lạc tú thẳng thừng đóng sập cửa lại. Không hề nể mặt bọn họ một chút nào hết. Còn ở bên kia, sau khi lạc tú dập máy, hiệu trưởng đen mặt lại, đứng trong phòng làm việc, bây giờ tất cả giáo viên của trường đều đã tập trung ở đây. Trần Hữu và Tôn Huy Nam cũng có mặt, lúc này họ đang cúi gằm đầu xuống, không dám nói một câu nào. Chủ nhiệm Trần, thầy Tôn, còn cả các giáo viên khác nữa, lúc đầu khi thầy lạc đến trường chúng ta, các người hết lần này đến lần khác phản đối, sau đó 5 lần 7 lượt tìm gặp riêng tôi, hy vọng tôi sa thải thầy lạc ra khỏi trường. Được lắm, bây giờ cuối cùng thầy lạc cũng đi rồi, các người đã vừa lòng chưa? Vậy các người cho tôi một cách giải quyết đi, hiện giờ cả trường đã loạn cào cào lên như gà bay chó sủa, các người giải quyết cho tôi đi. Còn nữa, Trần Hữu, không phải cậu luôn miệng nói là mình có thể quản lý tốt học sinh lớp 3 sao? Vậy bây giờ cậu ra ngoài, kêu đám học sinh lớp 3 quay về phòng học trật tự nghe giảng, học bài đi. Cậu bị câm rồi hả? Sao không nói gì, lúc trước không phải cậu giỏi nói lắm sao? Không phải các người giỏi giang lắm sao? Thế nào? bây giờ các người xử lý ổn thỏa chuyện này cho tôi đi. Trần Hữu đứng ở bên cạnh, mặt xanh tím sưng vù cả lên. Ngay cả Tôn Huy Nam cũng vậy, tối hôm qua đột nhiên có một đám người kéo đến cổng trường, thấy bọn họ là đánh nên họ đã bị đánh thành ra cái dạng này. Nhưng lúc này bọn họ không dám nói một câu gì hết, cứ mặc cho hiệu trưởng mắng chửi như vậy trong văn phòng. Vì bọn họ không thể nói được gì hết. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Tú rời đi là mưu kế của bọn họ đã thành công. Ai ngờ lạc tú rời đi, đau khổ của họ mới bắt đầu. Ngay vừa nãy thôi, người của bên sở giáo dục đã tìm đến Trần Hiếu, vì dù sao bây giờ anh ta cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3. Nhưng đó không là chuyện tốt, vì bên sở giáo dục đã bày tỏ rõ, năng lực của Trần Hiếu quá tệ, vượt tiếp quản lớp 3 đã để xảy ra một trận hỗn loạn lớn như vậy. Vì thế, bên sở giáo dục đã bỏ rơi Trần Hiếu. Nói cách khác, chuyện Trần Hiếu muốn được đề bạt lên chức vụ cao hơn đã tiêu tan thành khói chuẩn bị xe nhanh lên hiệu trưởng bỗng gào lên hiệu trưởng ông định làm gì làm gì hà tôi còn có thể làm gì đương nhiên là đích thân đến mời thầy lạc về rồi chương 90, đại lão long đô còn ở bên hải thượng minh nguyệt lưu quyền cũng sửng sốt đến sững người lại anh ta không ngờ lạc tú lại cứng rắn từ chối mình như vậy trước đây anh ta cũng thường ra mặt giải quyết một vài việc nhưng không có lần nào là không thành cả chuyện này chuyện này, chuyện này, Lưu Quyền sướng sờ, không biết nên nói gì, hoặc có thể nói đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải chuyện như vậy. Đồng chí Phi Long, chuyện này. Anh Lưu, tôi đã làm theo yêu cầu của cấp trên đưa anh đến đây, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tạm biệt. Phi Long quay người bỏ đi, không muốn ở lại với tên đần kia thêm một giây nào nữa. Con mẹ nó, chỉ có thằng ngốc mới có thể hành xử như vậy. Hơn nữa, Chuyện này cũng không phải là chuyện khó giải quyết ở mức độ thông thường, bây giờ thời gian đang rất gấp rút, mọi người đều đang tranh thủ từng giây từng phút, đã 5 giờ đồng hồ trôi qua, đối phương có thể cho cậy miệng của giáo sư An bất cứ lúc nào. Lưu Quyền vẫn đứng ngây người tại chỗ như khúc gỗ, vì chuyện này do một tay anh ta gây nên, bây giờ để xảy ra một sơ suất lớn như vậy, chắc chắn anh ta sẽ bị cấp trên tính sổ. Bây giờ đừng nói đến chuyện lập công, có thể chuộc tội mới là thượng sách nếu không đến khi anh ta quay về thì chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như việc anh ta bị đình chỉ để điều tra nói cách khác bây giờ lưu quyền hoàn toàn không có đường lùi lạc tú lại không hề bận tâm chỉ coi là sáng sớm ra đã gặp phải một kẻ đần sau khi tắm rửa xong anh thông báo cho từ văn binh và trương tử quân đến vịnh bàn long lúc này vịnh bàn long vẫn đang bị sương mù bao phủ lúc lên núi từ văn binh và trương tử quân đều rất bất ngờ tổng giám đốc lạc xin phép mạo muội hỏi một câu đây là tòa nhà mà lúc trước đã từng xảy ra chuyện hả trương tử quân hỏi ha ha sao anh lại sợ rồi sợ không bán được hả lạc tú cười hỏi đâu có nếu anh đã cho tôi cơ hội này thì tôi có thể giúp anh làm tốt mọi chuyện dù tình hình buôn bán có tệ đến đâu tôi cũng sẽ dốc hết sức để làm trương tử quân vỗ ngực nói có câu nói này của anh là được rồi nhưng thực ra có lẽ là cũng không tệ như anh nghĩ đâu Lạc Tú mỉm cười, lúc này chiếc xe đang xuyên qua sương mù. À phải rồi Tổng Giám Đốc Lạc, anh định bán bao nhiêu tiền một mét vuông? Trương Tử Quân lại hỏi. Một trăm nghìn nhân dân tệ, Lạc Tú đáp. Một trăm nghìn tệ ư, Trương Tử Quân nghi ngờ mình đã nghe nhầm, ngay cả trung tâm thành phố cũng không có cái giá đó, bấy giờ Trương Tử Quân đã thật sự thấy hơi nhụt chí rồi. Ở đó toàn bộ đều là biệt thự, anh ta lại hỏi, vì nếu toàn bộ đều là biệt thự thì anh ta có thể thử, dĩ nhiên là cái giá mà Lạc Tú đưa ra vẫn hơi thái quá. Đối với căn hộ thương mại bình thường là 100.000 tệ, còn khu biệt thự thì vẫn chưa định giá. Cái gì, căn hộ thương mại, 1 mét vuông 100.000 tệ. Trương Tử Quân thật sự khiếp sợ, giá này đúng là giá trên trời. Nhưng Lạc Tú chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm. Kỳ lạ thật, sương mù ở đâu ra vậy? Từ văn binh vừa lái xe vừa cảm thấy rất quái lạ, bên ngoài trời đang có nắng, mặc dù sương mù vẫn có thể xuất hiện vào sáng sớm, nhưng cũng không đến nỗi nhiều đến mức này chứ. Một, sau khi đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, từ văn binh và trương tử quân đều há hốc mồm vì kinh ngạc. Anh Lạc, anh Lạc, chúng ta có đi nhầm đường không? Từ văn binh nuốt nước bọt, bởi vì mọi thứ trước mắt dường như không giống so với những gì anh ta thấy ngày hôm qua. Hôm qua ở đây chỉ có vài dãy nhà cao tầng, bên dưới đầy cỏ dại nhưng giờ đây đâu đâu cũng thấy rợp bóng cây xanh, hoa lá, quan trọng nhất là sau khi bước vào đây như được rời xa sự ồn ào, khói bụi của thành phố, có một cảm giác bình dị như được trở về hòa mình với thiên nhiên. Phía trước không chỉ có hồ nước trong vắt mà còn có dòng nước xanh biếc chảy qua, thậm chí còn có cả những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, bầu trời xanh trong sạch không nhiễm một chút bụi nào. Nơi đây giống như trốn bồng lai tiên cảnh. Ở các khu vực lớn nhỏ của vịnh bàn long trồng rất nhiều cây xanh. Khiến chỗ này trông như một vườn thực vật tự nhiên xanh thẳng. Bây giờ anh còn thấy 100.000 tệ đắt nữa không? Lạc Tú cười hỏi. Còn từ văn binh cũng rất thức thời mà bỏ qua câu hỏi tại sao những gốc cổ thụ trông có vẻ như đã có hàng trăm năm tuổi đời lại có thể xuất hiện ở đây. Vì anh ta biết, trên người Lạc Tú có một số bí mật mà anh ta không nên hỏi. Trời đất ơi, tôi đang đến cửu trại câu hay thần nông giá vậy? Trương Tử Quân sửng sốt. Ở một nơi khác trong biệt thự của nhà họ diệp một người đàn ông mặc quân phục đang ngồi đó người đàn ông có diện mạo bất phàm cùng địa vị cao quý đó đang nói chuyện với diệp kính bình ha ha ông diệp đã nói như vậy thì tôi cũng coi như là đã hiểu được ngọn nguồn của sự việc rồi chẳng trách anh ta lại có tính khí như vậy vì quả thật anh ta có bản lĩnh đó chuyện này vẫn phải mời ông diệp ra mặt giúp đỡ giải hòa ông khách sáo quá lão đây chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức vì nếu ông đã biết thực lực của cậu ấy thì ông cũng nên hiểu rõ rằng, người như cậu ấy không phải là người chúng tôi có thể chi phối được. Có thể mời được cậu ấy hay không còn phải xem đã." Diệp Kính Bình thở dài, nhưng thái độ của ông ta đối với người đàn ông kia hiển nhiên vẫn có một chút khách sáo, chứng tỏ địa vị của người đàn ông đó chắc chắn không hề thấp. Tuy nhiên, dù là đại lão của Yên Kinh đích thân đến mời Lạc Tú thì Diệp Kính Bình cũng vẫn thấy có một chút khó khăn, không dễ giải quyết. Diệp Kính Bình gọi điện cho Lạc Tú, sau khi hai người nói chuyện đơn giản một vài câu, Lạc Tú bèn nói, "Được, các người đến đây đi, tôi đang ở vịnh Bàn Long." Trên thực tế, vị trí địa lý của Thông Châu rất đặc biệt nên mặc dù thành phố này rất nhỏ nhưng lại phát triển rất mạnh, vật giá cũng khá cao. Nhưng nếu so với Yên Kinh thì vẫn còn kém xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 91, thắng cảnh. Ông Diệp cây này nhìn thế nào cũng thấy giống cây cổ thụ đã mấy trăm năm tuổi rồi phải không? Tô Bửu Điền chỉ vào một cây đại thụ cao chọc trời có phần dễ già cỗi mọc trồi lên mặt đất, nói. Diệp Kính Bình cũng thầm tự hỏi, trước đây ông ta cũng đã từng tới Vịnh Bàn Long, sao bây giờ nơi đây lại có thay đổi lớn đến như vậy? Hiện giờ nơi đây như có địa thế tựa núi gần sông, cây cỏ mọc khắp nơi, thậm chí hình như không khí cũng sạch sẽ, không có một chút tạp chất nào. Đây là một nơi thật tuyệt vời, Ông Diệp nhìn kìa, đóa hoa kia nở trông mới đẹp làm sao. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã khiến tôi càng lúc càng mong chờ muốn được gặp người bạn mà ông nói. Trên mặt Tô Bửu Điền hiện lên vẻ chờ mong. Phi Long đứng ở bên cạnh nghe mà âm thầm tặc lưỡi. Vì ai cũng biết Tô Bửu Điền không chỉ là người có thân phận và địa vị cực kỳ cao, mà ông ta còn nổi tiếng là khó chiều, mắt nhìn cũng cao tựa núi, rất ít khi ông ta đánh giá người khác như vậy. Sau khi bọn họ bước vào vịnh Bàn Long, Lạc Tú đã bày một ấm trà cùng vài chiếc chén nhỏ trên thảm cỏ xanh dưới một gốc cây lớn, sau đó khoanh chân ngồi xuống tiếp đãi Tô Bửu Điền. Thực ra vừa nãy khi Hàn Huyên tâm sự, Tô Bửu Điền đã âm thầm quan sát Lạc Tú. Mặc dù Diệp Kính Bình đã nói cho ông ta biết trước một số chuyện về anh, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tú ngoài đời thật, Tô Bửu Điền vẫn không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Tô Bửu Điền đã chinh chiến một đời, cộng thêm địa vị khá cao nên ông ta cũng đã từng gặp không ít những nhân vật kỳ lạ nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp được một thanh niên có khí chất khác với người thường như lạc tú anh mang lại cho ông ta cảm giác như có một con thú hung dữ cổ xưa đang ẩn náu trong con người anh vào năm ngoái khi đến bát cực môn tô bửu điền đã từng cảm nhận được cảm giác đó ở trên người phong thiên lôi trưởng môn của bát cực môn ông ta không khỏi thầm kính nể lạc tú cậu lạc thật biết hưởng thụ tiếp đãi khách dưới bóng cây như này mang một phong vị rất riêng Tô Bửu Điền cũng không khách sáo mà cầm tách trà lên thưởng thức. Đã để ông phải chê cười rồi, Lạc Tú gật đầu đáp. Cậu Lạc đừng hiểu nhầm, nói thật, họ Tô tôi đây là người thô kịch, từ nhỏ đã lớn lên ở vùng nông thôn, vì thế tôi có một tình yêu trời sinh đối với tự nhiên. Tôi thấy trốn bồng lai tiên cảnh này của cậu Lạc như được sống hòa mình giữa thiên nhiên, khiến tôi thích thú vô cùng. Tôi nói cậu Lạc nghe này, trước đây tôi cũng đã từng đến Vịnh Bàn Long, nhưng sao bây giờ nơi đây lại thay đổi nhiều như vậy? Diệp Kính Bình cũng cảm thấy bầu không khí nơi đây rất kỳ ảo. Hơn nữa, lúc này còn có vài con chim sơn xà xuống bên cạnh họ xin thức ăn, không hề sợ người chút nào khiến bọn họ thấy vô cùng kinh ngạc. Mọi thứ ở đây đều quá tự nhiên, nếu không phải vì nhìn thấy những tòa nhà cao tầng thì tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đang thực sự ở giữa thiên nhiên, hoàn toàn không có dấu vết của bàn tay con người. Ha ha, cậu Lạc, căn hộ ở chỗ này của anh bao nhiêu tiền một mét vuông. Tô Bửu Điền rất có hứng thú, nhưng ông ta cũng chỉ muốn hỏi chơi vậy thôi, không hề có ý định đến đây mua một căn. Một trăm nghìn nhân dân tệ, Lạc Tú Bình thản đáp. Một trăm nghìn, ngay cả Diệp Kính Bình cũng suýt chút nữa đã phun hết trà trong miệng ra. Đến ông ta cũng thấy cái giá này quá đắt, hoặc có thể nói là bản thân cái giá đã không phù hợp. Một món đồ có đắt hay không phụ thuộc vào giá trị của nó, nếu nó đáng giá thì không có khái niệm đắt ở đây. Còn nếu nó đã không đáng giá, vậy thì chỉ có thể là đội giá lên tận trời. Cho dù nơi đây có được ví như trốn thần tiên ở Trần Gian đi chăng nữa thì cái giá 100.000 tệ một mét vuông cũng là đắt, hơn nữa cũng không phải chỉ là đắt ở mức thông thường. Dù sao đây cũng không phải là trung tâm thành phố, mặc dù môi trường xung quanh rất tốt, nhưng thực sự vẫn không xứng với cái giá đó. Tôi đưa mọi người đi tham quan một chút nhé, Lạc Tú hỏi. Ồ, chẳng lẽ ở đây có gì đặc biệt ư? Ừ, Tô Bửu Điền không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngay cả Diệp Kính Bình cũng rất tò mò, dù sao ông ta cũng thấy Lạc Tú không phải là loại người không có đầu óc. Anh đã dám đưa ra cái giá 100.000 nhân dân tệ, chứng tỏ ở đây chắc chắn phải có gì đó. Đương nhiên là phải có gì đó đặc biệt rồi. Lạc Tú dẫn bọn họ đi về phía Bắc, phía Bắc và phía Nam có một sơ đồ thái cực quyền lớn làm điểm phân danh giới. Lúc này phía bắc tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng khi bước qua đường thái cực đó, tất cả mọi người đều hoàn toàn sửng sốt. Cái này, cái này, cái này rốt cuộc là gì vậy? Tô Bửu Điền hỏi. Diệp Kính Bình trợn tròn hai mắt, nhất thời câm nín. Phi Long cũng vậy, vì cảnh tượng trước mắt bọn họ thực sự khiến người ta phải chấn động, hay có thể nói là giống như có bàn tay của thần tiên tạo nên. Tất cả những thứ này đều là thật ư. Tô Bửu Điền vươn tay bắt được một bông tuyết, những tán cây bàng bạc trước mặt họ phủ đầy tuyết trắng, tuyết dày đến chân người, mọi thứ ở đây đều bị tuyết dày bao phủ. Khi Tô Bửu Điền quay đầu lại, thậm chí cả phía nam trước đó bị bao phủ bởi tuyết, cây đại thụ mà bọn họ vừa ngồi khi nãy cũng bị một lớp tuyết dày bao phủ. Đây rốt cuộc là gì vậy? Diệp Kính Bình hô lên, đột nhiên có cảm giác cổ họng và miệng đều khô khốc. Ha ha, mọi người có thể hiểu đây là công nghệ cao, những thứ còn lại cũng không tiện tiết lộ thêm ý của Lạc Tú rất rõ ràng, bọn họ có thể phỏng đoán theo các hướng khác, chẳng hạn như khoa học. Nhưng mọi người đều hiểu rằng đây không phải là khoa học, đó là lĩnh vực mà họ không biết hoặc không thể chạm tới. Tôi luôn nghĩ rằng có những thứ chỉ có trong truyền thuyết, đến tận hôm nay tôi mới hiểu, là tầm hiểu biết của tôi quá nông cạn và hạn hẹp. Chuyến đi lần này rất đáng giá, cậu Lạc thật sự đã khiến tôi được mở mang tầm mắt." Tô Bửu Điền cười nói. "Tôi muốn mua hai căn Tôi sẽ lập tức sai người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu Lạc. Diệp Kính Bình vô cùng kích động, lập tức muốn mua trước hai căn hộ ở đây. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, còn ai nói một mét vuông 100.000 là đắt nữa chứ? Hoàn toàn không đắt chút nào, thậm chí còn quá rẻ ấy chứ. Bây giờ xem ra, nơi đây đúng là bảo vật vô giá. Chỉ tính riêng việc bây giờ đang là mùa hè oi ả. À? nhưng ở đây lại có thể có tuyết rơi dày đặc thì căn hộ ở đây không thể chỉ dừng ở cái giá 100.000 tệ một mét vuông được. Cậu Lạc, cậu chờ chút, để tôi gọi điện thoại vay tiền. Tô Bửu Điền cũng bị kích thích, ông ta vốn ở Yến Kinh, nhưng bây giờ cũng đã động tâm, muốn mua căn hộ ở đây. Không phải vừa nãy các người còn chê quá đắt sao? Lạc Tú nhìn hai người họ, cười mà như không cười. Đắt, như vậy mà còn đắt, đắt ở đâu chứ? Vậy là quá rẻ rồi. Hai người họ gần như đồng thanh đáp. Được rồi, bây giờ chúng ta bàn đến chuyện chính đi. Lạc Tú bật cười. Lần này chúng tôi vẫn muốn nhờ cậu Lạc ra tay. Vẻ mặt Tô Bửu Điền liền trở nên nghiêm túc. Chương 92, tập trung mời Lạc Tú. Không sao, nhưng không phải ông vừa nói chỉ có 10 giờ đồng hồ sao? Bây giờ chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa, sao tôi thấy ông không có một chút nôn nóng hay lo lắng gì vậy? Lạc Tú nói đùa thành thật mà nói thì chuyện này phía quân đội chúng tôi cũng chỉ giúp đỡ một chút mà thôi ban đầu vốn là phía quân đội chịu trách nhiệm về chuyện này thực ra tìm cậu lạc cũng là ý của tôi mọi thứ vốn đang diễn ra rất thuận lợi ai ngờ bên cục an ninh lại cứ khăng khăng chen ngang vào thế nên bây giờ bọn họ đã làm mất người rồi tô bửu điền hờ hững đáp vậy nên ông chỉ định làm cho có thôi ư ừ. lạc tú hỏi vặn dù sao nghe ý tứ của tô bửu điền thì là chuyện này cũng là chuyện của bên cục an ninh cho dù sau cùng nhiệm vụ có thất bại thì cũng không thể trách được bên tô bửu điền vì thế ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng hay nôn nóng gì thực ra cũng không thể nói như vậy được không phải tôi đã đích thân đến tìm cậu lạc rồi sao nói thật thì vấn đề không hề đơn giản như vậy trước hết thực lực của mỗi một người trong nhóm lính đánh thuê đó đều vô cùng đáng sợ điểm này đã được chứng minh bằng việc trong vài giờ qua bên cục an ninh đã điều mấy đợt người đi nhưng đều thất bại Thứ hai, rắc rối nhất là phải cứu được An Linh như khỏi đám người đó. Bên chúng tôi, thậm chí cả bên cục ân ninh đều có thể tìm được cao thủ hạ gục đám người bắt cóc, nhưng bây giờ mọi chuyện không đơn giản chỉ là giết chết bọn chúng, vì bây giờ chúng ta cần phải cứu người. Tô Bửu Điền phân tích rất chu toàn, không thể không nói, dù sao ông ta cũng xuất thân từ quân đội, vốn là người trong ngành nên có thể ngay lập tức chỉ ra điểm mấu chốt bây giờ đã không chỉ là chuyện tìm vài cao thủ đánh nhau với đám người kia là có thể giải quyết được vì mục tiêu hàng đầu là cứu người giết người thì quá dễ dàng nhưng cứu người lại rất khó đối phương là một nhóm lính đánh thuê đều là những kẻ có thủ đoạn tàn độc nếu chọc giận đám người đó bọn chúng sẽ giết chết an linh như ngay tức khắc chuyện này cũng coi như thất bại cao thủ giao đấu với nhau có thể giết người nhưng muốn cướp người từ trong tay đối thủ thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều ít nhất thì thực lực của người đó cũng phải cao hơn đối phương vài bậc. Những cao thủ như vậy không phải là không có, nhưng cũng không dễ mời. Vì thế, cậu Lạc à, tôi nghĩ chuyện này chỉ có thể mời cậu ra tay. Thực ra Tô Bửu Điền cũng đã nói ra hết những suy nghĩ của mình với Lạc Tú. "Ồ, nhưng tôi vẫn cầu nói đó, chuyện này tôi không nhận làm đâu." Lạc Tú nhún vai đáp. "Cậu Lạc thật sự không cân nhắc một chút ư?" Tô Bửu Điền nói năng rất có chừng mực không hề lấy chức vụ hay thân phận địa vị ra để chèn ép lạc tú vì chỉ tiếp xúc với anh trong một khoảng thời gian ngắn ông ta đã biết lạc tú là người chỉ ưa nhẹ không ưa nặng hoặc có thể nói là một người tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc của bản thân quan trọng hơn là thân phận hay địa vị gì đó hoàn toàn không có đủ tư cách để chèn ép anh nói trắng ra là người ta hoàn toàn không thèm quan tâm đến những thứ đó thôi được rồi vậy tôi không làm phiền cậu lạc nữa nhưng còn chuyện căn hộ cậu lạc có thể để lại cho tôi một căn không tô bửu điền bỗng quay lại chủ đề ban đầu tôi còn tưởng là ông chỉ nói đùa thôi lạc tú hơi ngạc nhiên ông ta thật sự muốn mua ư tôi không nói đùa đâu tôi thật sự muốn mua một căn nhưng phải quay về vay ít tiền người làm trong cái ngành này như chúng tôi không giàu có như bên ngoài hay đồn đại đâu tô bửu điền cười khổ nói được tôi sẽ giữ lại cho ông một căn lạc tú đồng ý Tôi có thể chụp một bức ảnh không?" Tô Bửu điền hỏi. "Đương nhiên là được, Lạc Tú cũng không lo tất cả mọi thứ trong đầu sẽ bị lộ ra ngoài, bị người khác nhìn thấy. Vì vốn dĩ anh cũng muốn để người bên ngoài thấy, nếu không thì ai biết mà đến mua nhà chứ." "Thế nào?" Diệp Kính Bình cười hỏi. "Hai, ông Diệp, thực ra cũng là lẽ thường tình. Nếu tôi có năng lực như cậu Lạc thì bây giờ đừng nói là muốn mời tôi quay lại giúp đỡ." lúc trước không xử lý đám người ngu xuẩn bên cục an ninh đã là nể mặt bọn họ lắm rồi. Tô Bửu Điền thở dài nói. Tô Bửu Điền vừa đi thì hiệu trưởng trường Uất Kim Hương lại đến. Thầy Lạc, thầy Lạc à, chuyện này là chúng tôi không đúng, thầy quay về trường Uất Kim Hương đi. Lần này thái độ của hiệu trưởng rất nhún nhường, dù sao cũng là ông ta đến nhờ cậy Lạc Tú. Xin lỗi nhé, tôi thật sự rất bận. Hơn nữa trước đây tôi đến trường Uất Kim Hương làm giáo viên chủ nhiệm chỉ là để tiện bảo vệ an linh như. Bây giờ chuyện này đã kết thúc rồi, tôi cũng không có hứng thú với việc dạy học. Những lời Lạc Tú nói là thật, vì anh thật sự không có hứng thú với việc giảng dạy. Thầy Lạc, tiểu khu này của thầy, hiệu trưởng đột nhiên hỏi đến vấn đề này, vì nơi này hơi có chút kỳ ảo. 100.000 tệ một mét vuông, Lạc Tú rất bình thản đáp. Hiệu trưởng nghe xong mà thầm tặc lưỡi, nhưng có vẻ như sau đó trong lòng ông ta cũng đã có tính toán. Năn nỉ xin sỏ một lúc lâu mà Lạc Tú vẫn không đồng ý, hiệu trưởng đành phải rời đi trong sự bất lực. Xem ra chuyện này phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Hiệu trưởng trường Uất Kim Hương vừa xuống núi, điện thoại của Lạc Tú lại đổ chuông thông báo có tin nhắn mới. Thầy Lạc, cứu em, An Linh như gửi tin nhắn cầu cứu anh. Lạc Tú thở dài, sau đó lại bấm số gọi tô bửu điền quay lại vì con người lạc tú là vậy. Anh có thể không thèm để tâm đến đám người ở cục an ninh, có thể không nể mặt tô bửu điền, thậm chí có thể không quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng, anh không thể phớt lờ an linh như, vì mặc dù anh chỉ làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3 một tuần, nhưng người xưa có câu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Mặc dù nói một cách nghiêm túc thì An Linh như cũng không được coi là học trò của anh, nhưng cũng coi là có chút duyên phận và tình nghĩa. An Linh như đã gọi anh một tiếng, "Thầy, anh cũng đồng ý rồi." Bây giờ cô ta gặp nguy hiểm cầu cứu anh, Lạc Tú không thể không cứu được. Đây cũng là nguyên tắc của Lạc Tú, nguyên tắc làm người. Chỉ là lúc Lạc Tú bấm số gọi cho Tô Bửu Điền và những người khác thì lại có mười mấy chiếc xe hơi sang trọng đến Vịnh Bàn Long. Lạc Tú cau mày, mới sáng sớm ra mà chỗ này của anh cũng náo nhiệt thật đấy. Cửa xe mở ra, toàn bộ học sinh lớp 12 phần 3 bước xuống thầy lạc, xin thầy hay cứu an linh như đi ạ. À. Hàn Phong là người chạy xuống lên tiếng đầu tiên, vì cậu ta vẫn luôn theo đuổi An Linh Như, cũng là người lo lắng cho cô ta nhất. An Linh Như xảy ra chuyện, Hàn Phong tìm Lưu Trí Cường đầu tiên, Lưu Trí Cường lại khuyên cậu ta đi tìm Lạc Tú. chương 93, Giang Hồ Lạc Tú im lặng không nói gì. Thấy Lạc Tú bỗng nhiên im lặng như vậy, cả đám học sinh đều sửng sốt. Chẳng lẽ thầy Lạc không định cứu người ư? nếu đúng là như vậy thì có lẽ bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác vì chuyện thầy lạc không muốn làm thì không ai có thể ép được mặc dù bây giờ tôi đã không còn là giáo viên chủ nhiệm của các em nữa nhưng dù sao tôi cũng đã từng dạy dỗ các em làm sao tôi có thể phớt lờ không quan tâm đến chuyện của các em được lạc tú nhìn các học sinh của mình sau khi nói xong câu đó anh bèn rút điện thoại ra gọi cho diệp kính bình sau khi cuộc gọi kết thúc diệp kính bình mỉm cười thông báo cho tô bửu điền có tin tốt đây bửu điền Lần này vận khí của ông tốt thật đấy, cậu Lạc đổi ý rồi, chúng ta quay lại đi. Chuyện đề cử, vợ quân nhân đừng sằng bậy. Tô Bửu điền thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuyến đi lần này coi như không vô ích. Có thể mời được Lạc Tú ra tay thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót. Bọn họ lại lái xe quay lại chỗ Lạc Tú. Sau khi chiếc xe đưa Lạc Tú rời đi, các học sinh lớp 3 của trường Quất Kim Hương đều tỏ ra mong đợi. Cậu nói xem liệu thầy Lạc có thể cứu được Linh Như về không? Mặc dù Hàn Phong là người có niềm tin vào Lạc Tú nhất, nhưng cậu ta cũng là người lo lắng nhất. Cậu dám hoài nghi năng lực của thầy Lạc ư? Lưu Trí Cường vỗ vai Hàn Phong, cười nói. Đùa gì chứ, bất cứ người nào biết được thân phận của Lạc Tú đều sẽ không hoài nghi vấn đề này. Vì Lạc Tú là tông sư có sức mạnh cực kỳ đáng sợ chỉ với ba cú đấm. Yên tâm đi, thầy Lạc mà đã ra mặt thì đối phương chắc chắn sẽ thất bại. À đúng rồi, nghe nói khu bất động sản này là của thầy Lạc, chúng ta đi dạo vài vòng tham quan đi. Lưu Trí Cường đề nghị. Được, cả đám phụ họa theo. Sau đó bọn họ bước vào trong vịnh Bàn Long, sau khi dạo quanh một vòng, tất cả đều rút điện thoại ra. Ba, ba mua cho con một căn hộ ở vịnh Bàn Long đi. Được, mấy chục nghìn tệ, đầu dây bên kia, đối phương đã đồng ý ngay tắp lự mà chẳng hề nghĩ ngợi gì dù sao một căn hộ bên vịnh Bàn Long nhiều nhất cũng chỉ khoảng 7 800 nghìn nhân dân tệ là cùng. Nhà đám học sinh này đều rất có tiền, mua một căn hộ 7 800 nghìn tệ chỉ là chuyện nhỏ. Cái gì mà mấy chục nghìn tệ, căn hộ ở đây một mét vuông đã có giá 100 nghìn tệ rồi đó ba. Má, nhãi con, mày lừa ba hả, ở Thông Châu làm gì có chỗ nào có căn hộ đắt đến mức đấy. Không phải đâu ba à, ba mau đến đây đi, ba nhìn tận mắt là sẽ hiểu thôi. Mẹ, mẹ mau đến đây đi, có chuyện gấp, con muốn mua nhà. Bên kia, Lạc Tú và Tô Bửu Điền đã đi đến vùng ngoại ô. Chỗ này là một tòa nhà dân có 9 tầng, hiện giờ lính đặc chủng đã đứng đầy dưới lầu, người nào người nấy đều tỏa ra sát khí bừng bừng, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra đây là một nhóm những nhân tài kiệt xuất nhất. Tô Bửu Điền không để tâm đến đám lính đặc chủng đó, dẫn Lạc Tú đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà lúc này trên sân thượng đã có rất nhiều người ngoài ra còn có cả radar và các thiết bị điện tử khác trông bọn họ đều tỏ ra rất căng thẳng ngoài ra lạc tú còn nhìn thấy lưu quyền nhưng hiện giờ anh ta lại chẳng hề tỏ ra lo lắng căng thẳng một chút nào mà trông còn rất tự tin như đã có tính toán kỹ lưỡng trước bên cạnh anh ta còn có một ông lão ông lão đó mặc áo choàng chám râu tóc bạc phơ khuôn mặt hồng hào eo thon bụng tròn hai mắt rất sáng quan trọng nhất là Khí tức của ông ta rất trầm ổn như mãnh hổ đang rình mồi. Đây là một cao thủ. Hồng lão. Tô Bửu Điền hơi kinh ngạc, sau đó lập tức bước tới bắt tay chào hỏi. Ông lão này là một nhân vật nổi tiếng, cũng đã từng là một huyền thoại hiển hách. Ha ha, anh Tô, không ngờ anh cũng ở đây. Ông già tên Hồng lão này có vẻ khá kiêu ngạo, bắt tay xong cũng chỉ nói khách sáo vài câu. Nhưng điều đó cũng đủ để thấy hai người họ có quen biết nhau câu này tôi nên hỏi anh mới đúng sao ngay cả anh cũng tới đây tô bửu điền lại càng cảm thấy kinh ngạc vì mặc dù hồng lão không phải người trong ngành như bọn họ nhưng ông ta vẫn vô cùng nổi tiếng ông ta là sư đệ của trưởng môn bát cực môn dùng thuật ngữ trong giang hồ thì là vai vế của hồng lão cực kỳ cao hơn nữa thực lực của ông ta cũng rất mạnh quan trọng hơn là người khác không biết nhưng tô bửu điền lại biết rõ cao thủ thực thụ của bát cực môn có thể đánh chết hổ bằng tay không ha ha, nửa đêm tôi bị người ta gọi đến đây, đã bằng này tuổi đầu rồi mà còn bị hành hạ thế đấy. Hồng lão đáp, nhưng vẫn không giấu được vẻ cao ngạo trên nét mặt. Ha ha, vất vả cho ông rồi, nếu không phải sự việc lần này quá khó giải quyết thì cũng không cần mời hồng lão phải ra tay. Lưu quyền bỗng lên tiếng, rõ ràng là anh ta rất kính trọng và nhiệt tình với vị hồng lão này. Chật, một lão già gần đất xa trời như tôi có thể đóng góp chút sức lực cho các cậu cũng được coi là vẫn còn có ích." Hồng lão nói quá rồi, chuyện lần này chỉ cần có Hồng lão ra tay thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không xảy ra bất cứ vấn đề gì." Lưu Quyền cười khẩy, sau đó nhìn Lạc Tú. Trong ánh mắt của anh ta không hề che giấu sự khiêu khích và mỉa mai. Anh ta không mời được Lạc Tú, nhưng bên cục an ninh lại mời được Hồng lão đến. Hồng lão là sư đệ của trưởng môn bát cực môn chắc chắn là một cao thủ võ lâm. Tất nhiên là cục an ninh đã phải trả một cái giá không hề rẻ, nhưng lúc này bọn họ không tính toán được nhiều như vậy. Không phải Lạc Tú anh rất thích làm giá sao? Ông đây không mời được anh thì đã làm sao? Mời được một tiền bối như Hồng lão cũng đủ để giải quyết tình hình hiện tại rồi. À đúng rồi, Hồng lão, giới thiệu với anh một chút, vị này là cậu Lạc, là cao thủ mà bên chúng tôi mới đến để giúp đỡ. Tô Bửu Điền giới thiệu với Hồng lão. Nhưng nằm ngoài dữ liệu của Tô Bửu Điền, Hồng lão đột nhiên cười khẩy đầy vẻ mỉa mai rồi liếc nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt khinh thường. "Tôi không có hứng thú làm quen với cậu ta." "Hồng lão, cậu ta cũng là người tôi mời đến để cứu người." Tô Bửu Điền bị thái độ của Hồng lão làm cho xấu hổ. "Nhãi con, quay về đi, đây không phải là nơi cậu có thể tới, cũng không phải là nơi cậu nên tới." Chương 94: Một mình tôi là đủ lời của hồng lão có chút gây tổn thương hoặc là hơi quá đáng hồng lão vốn dĩ tôi định để anh và cậu lạc cùng nhau liên thủ đi vào cứu người rõ ràng tô bửu điền cũng bị lời của hồng lão chọc mất vui ha ha lão tô anh nói đùa đấy à cậu ta xứng sao cậu ta xứng được liên thủ với tôi sao hồng lão lạnh lùng nói lạc tú đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt vẫn không lên tiếng hồng lão lời này của anh quá lời rồi Tô Bửu Điền lại càng bực mình hơn, mời người ta đến kết quả lại có người nói ra nói vào. Ha ha, có hồng lão rồi làm gì còn cần lạc tú nữa. Lúc này Lưu Quyền cũng lạnh lùng cất lời. Chúng ta chỉ cần một mình hồng lão là đã có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt rồi. Lưu Quyền lại khinh bỉ nhìn lạc tú. Lưu Quyền, ông đây có thể không quan tâm chuyện khác, nhưng anh nên nhớ cho kỹ. Thứ nhất, cấp trên sắp xếp chúng ta phải cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề. Thứ hai, cậu lạc là người mà tôi mời đến không phải người của cục an ninh các người đừng có lôi thôi lằng nhằng với tôi tô bửu điền trực tiếp mắng ông ta không thể tức tối với hồng lão nhưng lại dám chút bực tức lên người lưu quyền còn có một điểm nữa phải nhớ cục an ninh các người đã làm mất người nếu như không phải cấp trên sắp xếp thì anh tưởng rằng ông đây sẽ để ý hay sao lưu quyền lạnh lùng nhìn tô bửu điền nhưng đến cuối cùng vẫn không cãi lại tuy rằng là hai bộ phận Tô biểu điền không quản được anh ta nhưng mà anh ta vẫn không dám quá đáng quá. Có điều đối với Lạc Tú, Lưu Quyền lại hừ lạnh một tiếng. Được rồi lão Tô, anh cũng đừng trách Hồng lão tôi nói chuyện khó nghe, nhưng mà tôi không cần người liên thủ với tôi. Hơn nữa thằng nhóc này thật sự không có thân thủ, nếu như các người cứ bắt cậu ta phải đi chịu chết vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Hồng lão cười khẩy một tiếng. Không mượn ông quan tâm, Lạc Tú đáp lại một câu. Hừ. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì, còn cả cậu này nữa, đây là thái độ của cậu đối với người đi trước hay sao? Hồng lão lại lạnh lùng liếc nhìn Lạc Tú, càng ngày càng thấy Lạc Tú trướng mắt. Ông ta là ai? Ông ta chính là sư đệ của trưởng môn bát cực môn, cần phải liên thủ với ai hả? Trong mắt ông ta, đối với bản thân mà nói, loại chuyện cứu người nhỏ nhặt này chỉ là chút chuyện vặt, quá đơn giản. Được, cậu Lạc có thể không ra tay vội, nếu như không thể nào hợp tác vậy thì chúng ta cứ việc ai nấy làm tô bửu điền đưa ra một cách làm hài lòng mọi người được thôi các người bảo thằng nhóc kia cứ đợi ở đây xem là được rồi lão phu tôi đây tự mình ra tay dẫn người về cho các anh hồng lão tự tin cực độ dù sao ông ta cũng là cao thủ chân chính của bát cực môn một thân võ nghệ nói là luyện đến tuyệt vời cũng không hề nói quá tô bửu điền nhìn thoáng qua lạc tú lạc tú gật đầu được có thể nếu như các người đã muốn ra tay trước vậy thì xin mời được rồi nói chuyện chính đi hồng lão xoay người lại nhìn về phía gian nhà xưởng bỏ hoang phía xa xa cẩn thận dùng kính viễn vọng quan sát kỹ ở trên cửa sổ còn gác một khẩu súng gát linh chính là vào trong đó cứu cô gái kia ra ngoài đúng không hồng lão chỉ vào bức ảnh bộ dạng cực kỳ tự tin đúng vậy lưu quyền gật đầu nói bây giờ còn chưa đến một tiếng đồng hồ vì vậy mong hồng lão nắm bắt thời gian. Lưu Quyền lại nói, ha ha, không sao, không cần vội vã, đợi tôi uống xong chén trà này rồi đi. Yên tâm đi, hồng lão nâng chén trà từ từ nhấm nháp, không hề sốt ruột hay lo lắng gì. Lạc Tú lại nhướng mày, tô bửu điền lại không nhịn nổi nữa. Hồng lão, chuyện này liên quan trọng đại, vẫn mong hồng lão hãy ra tay sớm. Hai, các người đúng là nóng vội. Được rồi, vậy lấy chén trà này làm mốc, trước khi trà lạnh, lão phu sẽ cứu người ra cho các người. Xưa có quan vũ rượu còn ấm đã chém được hoa hùng, nay có lão phu trà chưa lạnh đã cứu được người. Hồng lão đưa chén trà cho từng người một. Hồng lão hoạt động gân cốt một chút, định khởi động cơ thể. Hồng lão, hay là chúng ta vẫn nên phái mấy người yểm hộ cho ông? Lúc này Lưu Quyền lên tiếng nhắc nhở. Hư, chút chuyện nhỏ nhặt này, một mình tôi là đủ rồi. Sau đó ông ta trực tiếp nhảy từ tầng 9 xuống đất phải biết rằng nơi này là tầng 9 đấy, cứ nhảy xuống như vậy, không nói đến một ông già, cho dù là người trẻ tuổi không chết thì cũng tàn phế. Nhưng mà chỉ nghe dầm một tiếng, hồng lão đáp xuống đất, không tổn hại một sợi lông sợi tóc nào. Nhất thời nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều vỗ tay vang dội. Chết quá hồng lão, võ giỏi đấy hồng lão. Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, võ nghệ này quá giỏi rồi. Rất nhiều người tán thưởng nói. Ha ha, đúng là hiếm gặp thì thấy kỳ lạ. Hồng lão cười khẩy một tiếng, sau đó giống như một con báo săn, dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía nhà xưởng. Nhà xưởng cách nơi này chỉ khoảng 200 mét, không tính là quá xa, rất nhanh chóng hồng lão đã biến mất bên trong nhà xưởng. Lưu quyền lại ngoảnh đầu nhìn lạc tú một cái có vẻ rất đắc ý. Có vài người e là phí công đi một chuyến rồi. Đừng tưởng rằng thiên hạ này chỉ có anh có vài phần bản lĩnh, phải biết núi cao còn có núi cao hơn, Người giỏi còn có người giỏi hơn." Lưu Quyền khinh thường nói. "Đừng có nói hết lời như thế, e rằng lát nữa anh sẽ phải hối hận." Lạc Tú thản nhiên nói. Bởi vì tuy người khác không nhìn ra được tình hình bên trong nhưng Lạc Tú đã có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Vị Hồng lão kia quả thực có vài phần bản lĩnh nhưng lại chưa đủ để có thể cứu người ra ngoài. Hiện giờ bên trong đang đánh nhau nhưng mà vị Hồng lão kia đã bị hỏa lực áp chế không dám hành động bừa bãi. Hừ e là anh vẫn chưa biết nhỉ. Vị hồng lão này chính là truyền nhân của Thương Châu Bát Cực Quyền, là sư đệ của trưởng môn đương nhiệm. Lưu Quyền nhắc đến Bát Cực Môn. Có điều Lạc Tú lại không để ý một chút gì đến điều này, Bát Cực Môn hay là Bát Cực Quyền Lạc Tú vẫn biết. Khi ấy ở thời Khang Hy Triều Thanh lúc bấy giờ có hai võ sĩ và đại lực sĩ ở nước ngoài được xưng là bất khả chiến bại trên thế giới. Lúc ấy Trung Quốc tổ chức thi đấu quốc gia, nghe nói rất nhiều người của môn phái đều ra mặt nhưng đều bị đối phương quật ngã hết. Vì để giữ thể diện, lúc ấy Khang Hy đã hạ thánh chỉ tìm kiếm cao thủ ở dân gian. Lúc ấy người sáng lập bát cực quyền mạnh mẽ xé đi bảng vàng, liên tiếp đánh bại hai người nước ngoài, giữ được thể diện của cả Trung Hoa. Tuy rằng lúc ấy có thể vì nguyên nhân khác, một vài cao thủ chân chính của phái lớn trong nước chưa ra tay, nhưng hai kẻ kia thực sự không hề yếu kém, Người sáng lập Bát Cực Quyền lại có thể đánh bại bọn họ, vậy thì thực lực này thật sự đáng sợ. Có điều cho dù có giỏi đi chăng nữa đó cũng chỉ là một loại sức mạnh thuộc phạm trù con người hoặc là nói khá tầm thường. Lạc Tú có thể sẽ hứng thú với loại này nhưng sẽ không để vào trong mắt. Chương 95, không ai cứu được. Bóng dáng đang chật vật chạy trốn, có người quan sát qua kính viễn vọng, không phải là Hồng lão kia hay sao? Nhưng mà đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là Hồng lão chỉ có một mình nói cách khác hồng lão không cứu được người không hề cứu được an linh như ra ngoài lưu quyền trông mà giật mình sửng sốt hồng lão khí thế hùng hồn giống như một cao thủ tuyệt thế xông tới đó nhưng hiện tại lại giống như một con chó chật vật tháo chạy ra ngoài đây đây sắc mặt lưu quyền thay đổi tiêu rồi tiêu đời thật sự nếu như hồng lão thất bại vậy thì còn ai có thể làm được nữa đây lúc trước anh ta còn thề son sắt với hồng lão nhưng bây giờ thì sao đợi hồng lão trốn trở về trở lại tầng thượng vừa được băng bó vừa suy sụp tinh thần hồng lão hiện giờ không còn tư thái và dáng vẻ của cao thủ võ lâm như trước nữa thậm chí có thể nói bộ dạng hiện tại vô cùng chật vật một cánh tay bị chặt đứt trên người còn nhiều vết thương khác đương nhiên cũng không hề nhắc tới vừa nãy chính ông ta nói mình một mình là đủ rồi rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì có người lên tiếng hỏi không cứu được không ai cứu được qua hồi lâu sau hồng lão mới cất lời. Cậu Lạc, cậu chuẩn bị đi. Tô Bửu Điền nói với Lạc Tú, có điều Lạc Tú không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hừ, ông đây còn không cứu được, cậu ta cứu kiểu gì? Hồng lão hừ lạnh một tiếng. Hồng lão rất tự tin với thực lực của mình, chính ông ta còn thất bại, lẽ nào còn có thể trông cậy vào một thằng quát con có thể làm được. Hơn nữa, tôi nói thật với các anh, tình hình trong đó các người hoàn toàn không biết đâu cho dù là sư huynh của tôi đến đây cũng không cứu được." Hồng lão trực tiếp kết luận. "Hồng lão, nhưng mà, Lưu Quyền lúc này hoàn toàn luống cuống. Bởi vì thời gian sắp hết rồi, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, có thể cục an ninh sẽ bị thay máu bởi vì đây chính là một khuyết điểm quan trọng, nói không truy cứu trách nhiệm chắc chắn là giả. Hơn nữa thân là người chịu trách nhiệm chính, anh ta chết thảm là cái chắc. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, hơn nữa đám kia không hề đơn giản như trong tưởng tượng." Anh không thấy tôi đây tung hoành tứ hải cả đời, không ngờ đến hôm nay lại bị thất thủ trong tay bọn chúng sao?" Hồng Lão cười thảm một tiếng, không chỉ mất một cánh tay ở đó, điều quan trọng nhất là danh tiếng cả đời của ông ta đã bị hủy ở đây rồi. "Lão phu khuyên các người vẫn nên nhận thua đi, lần này không có ai có thể vào cứu người được rồi." Chỉ là vừa mới nói đến đây, điện thoại của Tô Bửu Điền và Lưu Quyền không hẹn mà đồng thời vang lên. Hai người cúp điện thoại, hai người với hai vẻ mặt Cậu Lạc, tình hình thay đổi, vừa rồi Hồng lão đi vào đã kinh động đối phương, hiện tại đối phương không chỉ canh giữ nghiêm ngặt hơn mà bên phía giáo sư An còn có thể chống đỡ nhiều nhất là 5 phút nữa. Nếu 5 phút sau vẫn không cứu được người, giáo sư An chỉ có thể thỏa hiệp." Tô Bửu Điền nói với Lạc Tú. Lưu Quyền cũng nhận được tin tức như vậy, vốn dĩ Lưu Quyền là người phụ trách chính, nhưng hiện tại ngược lại dường như anh ta đã buông bỏ, bởi vì dù có thế nào anh ta cũng sẽ bị xử phạt nặng nề. Dù sao hiện tại tôi cũng mặc kệ hết, cứ dứt khoát cho nổ tung tòa nhà kia đi, phải chết thì mọi người cùng chết." Lưu Quyền Tàn nhẫn nói. Vớ vẩn, Tô Bửu Điền phẫn nộ quát lên. "Vậy ông nói giờ phải làm sao đây? Dù sao cùng lắm thì cá chết lưới rách, còn có 5 phút nữa thôi, hoàn toàn không kịp nữa." Lúc này có lẽ Lưu Quyền thật sự mặc kệ tất cả, ngay cả Tô Bửu Điền cũng dám cãi lại. "Linh Tinh, không phải vẫn còn cậu lạc hay sao? Anh ta hồng lão cũng đã thất bại ông cảm thấy anh ta có thể sao ông cảm thấy anh ta giỏi hơn hồng lão à anh ta mới bao nhiêu tuổi cho dù bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì anh ta cũng không thể nào mạnh hơn hồng lão được chứ lưu quyền giống như con chó điên đang cắn càn lão tô không phải tôi khoe khoang nhưng cậu ta tính là cái thá gì hồng lão tôi còn không làm được thì cậu ta có thể làm được ư hồng lão cũng hừ lạnh nói chẳng qua cậu ta chỉ là một thằng miệng còn hôi sữa thôi thời gian chỉ còn lại 5 phút, trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta có thể cứu được người ra ngoài sao? Hồng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lạc Tú. Ông là cái thá gì? Lạc Tú bỗng nhiên lên tiếng. Sao nào, với thân phận của tôi mắng cậu mà cậu còn không chịu nhận, còn ấm ức à? Hồng lão vẫn rất chướng mắt Lạc Tú. Cậu Lạc, hiện giờ thời gian gấp rút, cứu người quan trọng hơn. Đợi cứu được người ra ngoài, món nợ này tùy cậu tính kiểu gì cũng được. Tô Bửu Điền nhanh chóng cản Lạc Tú lại bởi vì ông ta sợ Lạc Tú sẽ trực tiếp ra tay. Lạc Tú gật đầu. Hừ, tôi để lời này ở đây, cậu tưởng cậu thật sự có thể cứu được người ra sao? Cậu có biết phòng tuyến bên trong đó nghiêm ngặt thế nào không? Cậu còn chưa đến gần đã bị phát hiện rồi. Sau đó nghênh đón cậu chính là súng máy hạng nặng. Nếu như cậu dám tiến lại gần thêm nữa, bọn họ sẽ dám giết người. Cậu cho rằng cánh tay này của tôi mất như thế nào? chính là vì bọn họ uy hiếp muốn giết người vì vậy tôi mới có thể bị đả thương. Hồng lão lại hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, ngay cả tổ bửu điền cũng im lặng, bởi vì nếu thật sự là thế, vậy thì quả thực hôm nay cho dù là ai tới cũng không cứu được An Linh Như, bởi vì đối phương thật sự sẽ giết chết An Linh Như. Đối phương chính là lính đánh thuê, trong tình huống cực đoan, đối phương sẽ hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của chính mình, hoàn thành nhiệm vụ mới chính là mục tiêu hàng đầu. Tô Bửu Điền do dự mãi, bởi vì nếu là như vậy thì cách trực tiếp nhất chính là dứt khoát cho nổ tung nơi đó. Sao lại không nói nữa thế, không phải cậu nói có thể à, cậu đi đi. Hồng lão chào phúng. Đây là một cuộc diện chết không thể giải được, không ai có thể đưa người ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay. Trước khi tiếp cận được mục tiêu thì có thể đối phương đã giết chết mục tiêu rồi. Lưu Quyền cũng lạnh mặt liếc nhìn Lạc Tú sau đó cười khẩy nói. Lạc Tú, nếu như anh muốn đi chịu chết thì hiện giờ chúng tôi cũng không cản anh đâu mời cũng không xem bản thân mình là hạng gì lại cứ đòi đến đây thể hiện đủ rồi tôi đi cứu người trước rồi tính sổ sau lạc tú xoay người sau đó chậm rãi đi xuống lầu nhưng rất kỳ lạ mọi người đợi hai phút sau cũng không thấy lạc tú đi ra khỏi tòa nhà người đâu rồi sao mà vẫn chưa ra vậy chỉ còn hai phút nữa thôi tô bửu điền hỏi người bên cạnh hừ e là trốn vào góc nào đó không dám ra ngoài rồi. Tôi đã nói rồi mà, cậu ta không cứu được đâu, lại càng không có lá gan đó. Lưu Quyền bên cạnh châm chọc nói. Câm miệng, tô bửu điền quát lớn. Nhưng lại đợi thêm một phút nữa, vẫn như cũng không thấy lạc tú ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền. chương 96 tính sổ rõ ràng. Đạn hỏa tiễn này đi cực kỳ nhanh, hơn nữa đừng thấy viên đạn hỏa tiễn này nhỏ, uy lực của nó vô cùng lớn. Đây là một loại đạn hỏa tiến có uy lực siêu lớn mới nhất được nghiên cứu ra, cho nổ tung kho nhà xưởng hoang phế kia chắc chắn là thừa sức. Tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề bởi vì đây là cách bất đắc dĩ cuối cùng, bằng không, không có ai sẵn sàng đi làm một kẻ xấu cả. Dù sao An Linh như vẫn còn ở trong đó, hơn nữa nếu như cô ta chết đi, vậy thì bên phía giáo sư An có lẽ cũng sẽ bị xếp vào thân phận nằm vùng mà bị thanh lý sạch sẽ không đến lúc vạn bất đắc dĩ không có ai đồng ý làm thế này có điều đôi khi vì lợi ích lớn hơn chỉ có thể hy sinh đi một vài thứ nhìn thấy đạn hỏa tiễn đã tiến sát tới tất cả mọi người đều thở dài một tiếng có điều cũng đúng vào lúc này bỗng nhiên một bóng dáng lao thẳng lên nóc nhà xưởng sau đó nhảy ra ngoài lúc viên đạn sắp rơi xuống người đó đập một cú thật mạnh lên đạn hỏa tiễn trực tiếp đá nó bay ra ngoài thay đổi phương hướng lao thẳng lên không trung trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vậy mà đối phương đạp một cú đá bay đạn hỏa tiễn ra ngoài. Bùm, ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng nổ mạnh to đùng khiến người ta đinh tai nhức óc. Nhưng nhà xưởng hoang phế kia lại hoàn hảo không tổn hại gì, sau đó trong ánh mắt càng thêm khiếp sợ của mọi người, Lạc Tú ôm một người đi ra ngoài. Cảnh tượng này quá mức rung động, khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều đang chấn động, bởi vì không ai thấy Lạc Tú đã đi vào thế nào, điều này thực sự quá mức tưởng tượng. Tòa nhà chỉ có một thông đạo có thể ra vào nhưng có thể chắc chắn rằng Lạc Tú không hề đi qua thông đạo, bởi vì vô số ánh mắt đều nhìn chầm chầm vào nơi đó. Thứ khiến cho người ta chấn động nhất vẫn là cảnh tượng vừa rồi, Lạc Tú đạp trên không đá bay đạn hỏa tiễn. Đó là đạn hỏa tiễn đấy, lực xung kích cực kỳ dọa người. Lạc Tú lại có thể đá một cú khiến cho nó phải đổi quỹ thích bay, điều này thực sự quá sức kinh khủng. Tiếp theo đó mọi người mới hoàn hồn lại, bởi vì Lạc Tú đã thật sự cứu An Linh như ra ngoài. Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau đến tiếp ứng đi." Tô Bửu Điền là người đầu tiên phản ứng lại, sau đó hét lớn với bộ đàm. Lúc này bộ đội đặc chủng dưới lầu bị quát một tiếng mới phản ứng lại, sau đó cả đám người lao tới nhanh chóng đón được Lạc Tú. Đến giờ Tô Bửu Điền mới thở phào nhẹ nhóm, còn một bộ phận đội đặc chủng trực tiếp lao tới nhà xưởng bỏ hoang chuẩn bị tiến hành tổng tiến công. Có điều rất nhanh sau đó bọn họ đã lùi ra ngoài báo cáo, toàn bộ kẻ địch đều đã chết. Bộ đàm truyền tới lời khiến cho người ta chấn động, mà lúc này đám người trên tầng thượng ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Hồng lão là người cảm thấy không thể tin nổi nhất. Sao có thể, sao cậu ta có thể làm được chứ? Lão Phu không tin một thằng danh con lại có thể làm được chuyện ngay cả lão già như tôi không làm được. Hồng lão không thể nào tin được điều này. Mãi cho tới khi bộ đội đặc trùng khiêng 10 thi thể ở trong đó ra ngoài, Hồng Lão mới chính thức không có gì để nói. Đối phương không chỉ làm được, hơn nữa còn làm rất dứt khoát. Đó là một cục diện chết, căn bản không cứu được người. Nhưng đã bị lạc tú phá tan như vậy, vẻ mặt Hồng Lão không tin nổi. Người bên trong đó rốt cuộc giỏi đến thế nào, ông ta biết rất rõ. Vậy mà thanh niên này lại có thể sánh ngang vai với cấp tông sư ư. Mà vẻ mặt lưu quyền lại xám xịt như cho tàn, không hề có chút vui mừng vì vấn đề đã được giải quyết anh ta vẫn luôn khinh thường Lạc Tú, luôn châm biếm, chế giễu anh, thậm chí miệt thị Lạc Tú. Nhưng mà hiện tại Lạc Tú lại dùng kết quả chứng minh tất cả. Cả người Lạc Tú không chút bụi bặm đi lên tầng thượng. Tô Bửu Điền quay phát người lại, mắng Lưu Quyền. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Nếu không phải trước đó các anh cứ gây khó dễ, cứ giao cho cậu Lạc bảo vệ vậy thì sẽ không xảy ra cục diện như ngày hôm nay. Đây là sự thật, Thực sự nếu không phải đám người lưu quyền ngáng chân giữa đường, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra. Ngoài từ ngu xuẩn, tôi không tìm được từ gì hình dung nữa. Sao mà chúng tôi biết được sẽ thành ra thế này?" Lưu Quyền ngẩng đầu chống đối nói. Tô Bửu Điền lại không hề tức giận, ngược lại thở dài một tiếng. Lưu Quyền này thực sự ngu xuẩn cùng cực, không nhìn ra được là mình đang cứu anh ta sao? Sở dĩ Tô Bửu Điền mắng Lưu Quyền chính là để cho Lạc Tú thấy bởi vì lạc tú chắc chắn sẽ truy cứu chuyện vừa rồi mình mắng lưu quyền trước có lẽ lạc tú sẽ ngại động vào lưu quyền nhưng quá đáng tiếc mẹ nó lưu quyền đúng là thằng óc lợn hiện giờ người ta đã chứng minh thực lực của mình vậy thì rất rõ ràng lúc trước tên này sỉ nhục lạc tú như thế lạc tú vẫn không hề lên tiếng tại sao chứ bởi vì lát nữa bão táp sắp tới rồi nhân vật như thế này là người anh ta có thể sỉ nhục được hay sao người như vậy một khi truy cứu có thể không phải chỉ mắng một vài câu đơn giản là xong. Mà Lạc Tú sao lại không nhìn ra được chút tiểu xảo này của Tô Bửu Điền, có điều anh vẫn không hề lên tiếng. Anh chậm rãi bước tới trước mặt Lưu Quyền. Hừ, anh muốn làm gì? Lưu Quyền ngạo mạn nhìn thẳng vào Lạc Tú. Chát. Một cái tát vang lên. Lạc Tú không nói gì, trực tiếp động thủ, cực kỳ quyết đoán. Một cái tát này khiến cho Lưu Quyền ôm mặt nhìn Lạc Tú với vẻ không thể tin nổi. Mẹ kiếp anh dám đánh tôi. Chát. Lại thêm một cái tát nữa. Các người còn đơ ra đó làm gì? Lưu Quyền nói với mấy người bên cạnh. Nhưng mà mấy người đó vừa định ra tay đã bị người ta cản lại, Tô Bửu Điền ra hiệu cho người bên cạnh ngăn cản người của Lưu Quyền. Tô Bửu Điền, ông muốn làm gì? Lưu Quyền nhìn Tô Bửu Điền lại dám ngăn cản anh ta. Tô Bửu Điền lại không nói lời vô nghĩa với Lưu Quyền, ra hiệu với mấy bộ đội đặc chủng trực tiếp dẫn Lưu Quyền đi. Chuyện hôm nay tao nhớ rồi đấy. Chát, lại một cái tát nữa. Sau đó Lạc Tú tóm cổ Lưu Quyền, trực tiếp nhấc lên. Mẹ nó, mày là cái thá gì, mày dám đánh tao à? Lưu Quyền rít gào nói. Dừng tay, Hồng lão quát lớn, ông ta đứng về phía Lưu Quyền, giờ phút này chắc chắn sẽ giúp Lưu Quyền. Chát, Lạc Tú giơ tay lên, lại thêm một bà tai nữa. Chàng trai trẻ, tôi bảo cậu dừng tay tuy rằng hồng lão đã bị thương nhưng hơi thở vẫn sắc bén bước người giống như nếu lạc tú không dừng tay thì sẽ ra tay với anh ngay nhưng lạc tú lại mắt điếc tai ngơ sau đó đấm mạnh một cú vào bụng lưu quyền rồi hơi dùng sức một chút xoay lưu quyền nện thẳng xuống đất lưu quyền nằm dưới đất run rẩy tô bửu điền vừa định lên tiếng lạc tú nhìn thoáng qua tô bửu điền tóc gáy ông ta dựng đứng cả lên ông ta biết mình không thể mở miệng nói thật lòng Tô Bửu Điền hoàn toàn không nghi ngờ Lạc Tú có thực lực khiến cho tất cả bọn họ hôm nay phải ở đây mãi mãi, hơn nữa Tô Bửu Điền lại càng biết rõ, Lạc Tú không chỉ có thực lực này, anh còn có sự quyết đoán bởi vì hiện tại lưu quyền chính là một ví dụ sống. Vì vậy Tô Bửu Điền không nói gì, ngoan ngoãn câm miệng. "Cậu kia, cậu dám ngó lơ tôi?" Hồng Lão phẫn nộ quát lên, sau đó nhịn đau đứng dậy. Ông ta là sự đệ của trưởng môn Bát Cực môn, ở trong giang hồ có uy rất cao ngay cả đám tai to mặt lớn như Tô Bửu Điền cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng hiện tại lại bị Lạc Tú bỏ qua. Vì vậy Hồng lão cũng nổi giận, cho dù ông ta bị thương nhưng vẫn cắn răng đấm một cú về phía Lạc Tú. Chương 97, Phong Thiên Lôi. Giờ phút này Hồng lão vừa sợ vừa tức giận. Sợ chính là thực lực của Lạc Tú, ông ta không ngờ rằng thực lực của Lạc Tú lại mạnh đến vậy. Giận chính là Lạc Tú lại dám ra tay với ông ta ông ta không ngờ lạc tú lại dám cả gan lớn mật đến thế ông ta chính là người của bát cực môn còn là sư đệ của trưởng môn đương nhiệm thân phận cao quý dọa người không nói tới giang hồ chỉ tính trong xã hội bình thường ông ta cũng được coi như là nhân vật đức cao vọng trọng bất kể đi đến đâu cũng đều được mọi người tôn kính có thể nói cực kỳ có máu mặt nhưng mà hiện tại lại bị người ta đánh trước mặt mọi người hơn nữa còn là một người trẻ tuổi Đương nhiên ông ta sẽ không cho rằng mình không đánh lại Lạc Tú, chỉ cho rằng hiện giờ ông ta đang bị thương không thể nào phát huy 100% thực lực mà thôi. Nhưng mà càng như vậy ông ta lại càng nổi giận bừng bừng. E rằng đầu óc ông có vấn đề nhỉ. Lạc Tú cười khẩy một tiếng, châm chọc nói: "Ra tay với ông thì làm sao? Ông rất giỏi cơ mà." Lạc Tú không những không dừng tay ngược lại còn đi về phía Hồng lão. "Cậu phải biết tôi chính là sư đệ của trưởng môn bát cực môn hiện tại đấy." cậu ra tay với tôi không sợ bát cực môn sẽ truy cứu cậu sao? Hồng lão uy hiếp nói. Bát cực môn đã có lịch sử hơn trăm năm, cho dù hiện tại là xã hội mới nhưng đệ tử môn hạ cũng rất nhiều, trải rộng khắp các ngành nghề, trên khắp cả nước, có thể nói thế lực vô cùng khổng lồ. Người bình thường thật sự không dám chọc vào, nếu không chưa nói tới việc dây vào như chọc tổ ong vào vẽ, còn có thể dẫn tới họa sát thân. Sợ, tôi sợ các người không đến truy cứu, lạc tú sút một cú lên mặt hồng lão khiến khuôn mặt ông ta đầm đìa máu tươi cậu kia cậu đây là đang tự chuốc họa gieo mầm mống tai họa to lớn đấy tự chuốc họa mầm mống tai họa ư hai tên ngu xuẩn các người đến giờ vẫn chưa hiểu hay sao chưa nói đến các người dù là cục an ninh và bắt cực môn ở trước mặt lạc tú tôi là cái thá gì chứ lạc tú cười khẩy nói năm lần bảy lượt sỉ nhục lạc tú tôi ông tưởng rằng tôi thật sự dễ bắt nạt sao Lạc Tú đi tới trước mặt Hồng Lão, nhấc chân lên. Giờ khắc này, sát khí quanh người Lạc Tú bén nhọn, ngay cả người đầy kinh nghiệm xa trường như Tô Bửu Điền cũng nổi lên cảm giác giận gai ốc. Cậu Lạc, xin giơ tay đánh khẽ, vẫn mong cậu đừng làm khó xử cho tôi. Tô Bửu Điền bất ngờ ôm quyền mở lời. Bởi vì Tô Bửu Điền nhận thấy Lạc Tú đang định giết người, nếu như hôm nay giết chết Hồng Lão và Lưu Quyền, vậy thì người gặp chuyện xui xẻo không phải là Lạc Tú mà là Tô Bửu Điền ông ta bởi vì thân phận của ông ta, bởi vì ông ta ở đây. Ông ta không thể thoát khỏi liên quan, chờ mắt nhìn Lạc Tú giết chết hai người bọn họ, ông ta sao có thể chỉ lo cho thân mình được. Cậu Lạc, còn cả cô gái Linh Như cũng ở đây. Tô Bửu Điền chỉ vào An Linh Như đang đứng bên cạnh, trong lòng thầm cầu nguyện Lạc Tú có thể thua tay lại. Lạc Tú do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng tay. Sát khí quanh người Lạc Tú biến mất nhưng ngay lập tức, anh lại dẫm mạnh một cái lên chân hồng lão nhất thời răng rắc một tiếng, chân hồng lão gãy rời ngay tức khắc. Khuôn mặt già nua của hồng lão nhăn nhúm, nghiến răng nghiến lợi. Một nửa là vì đau đớn, một nửa là vì hận lạc tú muốn giết chết ông ta. Tô Bửu Điền âm thầm thở vào một hơi, có điều nhìn thấy lạc tú lại đi về phía lưu quyền, nhất thời ông ta lại căng thẳng. Sỉ nhục bản tôn, tôi vốn đã không định so đo nhưng các người lại quá không biết điều. Lạc Tú cười khẩy một tiếng với Lưu Quyền sau đó lạc tú tiếp tục giẫm một cú tương tự, lập tức phế bỏ lưu quyền. Không thể sỉ nhục tông sư. Đây là kết cục khi chọc vào bản tôn, nói xong câu đó, lạc tú trực tiếp phất tay áo rời đi. Mà lưu quyền đã chết ngất, hồng lão vẫn nhìn theo anh với con mắt hiểm độc vô cùng, dùng đầu lưỡi mở điện thoại. Alo, sư huynh, báo thù cho tôi. Trên đường an linh như túm chặt cánh tay lạc tú không rời, dáng vẻ có thế nào cũng sẽ không buông tay mà Tô Bửu Điền lại mỉm cười làm hòa đầy vẻ xin lỗi. Bởi vì vừa rồi thực sự là bọn họ không đúng. Lạc tú người ta ở trong đó cứu người, bọn họ lại trực tiếp bắn đạn hỏa tiến, nếu không phải thực lực lạc tú cao siêu, e là cũng bị bọn họ ngộ sát rồi. Tuy rằng đây không phải chủ ý của Tô Bửu Điền nhưng dù sao ông ta cũng mặc nhận, vì vậy nội tâm Tô Bửu Điền vẫn thấy hơi trột dạ, Nhất là khi thấy thủ đoạn tàn nhẫn quyết liệt vừa mới rồi của Lạc Tú lại càng khiến cho Tô Bửu Điền rõ ràng hơn, người như Lạc Tú tuyệt đối không thể trêu chọc được. Chỉ là lúc này điện thoại của Tô Bửu Điền chợt vang lên. Tô Bửu Điền vừa mới nhận cuộc gọi, sắc mặt đã lập tức thay đổi. "Cậu Lạc, là tìm cậu." Tuy rằng Tô Bửu Điền nói như vậy nhưng không đưa điện thoại cho Lạc Tú mà lại nháy mắt với anh. Lạc Tú cũng đoán được sơ sơ. "Có điều Lạc Tú nhíu mày nói mở loa ngoài đi, lạc tú đáp, vậy thì đồng nghĩa với việc anh nghe máy. Thằng nhóc đầu dây bên kia nghe cho rõ này. Dám làm tổn thương người bắt cực môn tôi, bắt cực môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, tam đao thập lục chủy đang chờ cậu đấy. Lời này vừa nói ra, ngay cả tô bửu điền cũng phải biến sắc. Thứ gọi là tam đao thập lục chủy chính là một cách nói trên giang hồ. Nếu như có người đắc tội với môn phái giang hồ, vậy thì đợi khi đối phương tìm thấy anh, sau khi đánh bại anh họ sẽ thực hiện trừng phạt anh. Tam đao thập lục chủy này chính là một loại trừng phạt trong số đó. Cái gọi là tam đao chính là chém ba đao, thập lục chủy đương nhiên cũng chính là rạch 16 nhát lên trên người. Sẽ không bị thương đến chỗ quan trọng nhưng sẽ trực tiếp khiến người ta thành người thực vật. Có thể nói là một loại hình phạt cực kỳ tàn khốc. Người bình thường nghe thấy hình phạt này có thể sợ mất mật, bởi vì hình phạt này vừa xuất hiện thường sẽ đồng nghĩa với việc đối phương và bạn không chết thì không thôi. Ông là người của bát cực môn, Lạc Tú lại không hề quan tâm cái gì mà tam đao thập lục trủy, cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Nếu như đối phương thật sự muốn báo thù vậy thì tát chết là xong. Không tệ, Lão Phu chính là trưởng môn đương nhiệm của bát cực môn, Phong Thiên Lôi. Tôi chẳng quan tâm cậu ở đâu, kệ xác cậu có bối cảnh gì, nhưng dám làm tổn thương người bắt cực môn tôi thì đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Một tháng sau tôi sẽ đích thân đi tìm cậu, giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ hiểm độc lại mang chút tàn nhẫn. Phong Thiên Lôi Tông sư bắt cực môn Phong Thiên Lôi Được thôi, tôi đợi ông bất kỳ lúc nào, Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Tốt nhất cậu đừng có ngông cuồng, đầu dây bên kia uy hiếp. mươi 98 Thiên Đình An Linh Như đã được giải cứu nhưng lạc tú lại gây ra một rắc rối lớn đó là đánh lưu quyền của cục an ninh mặc dù lưu quyền đã phạm sai lầm nhưng dù sao anh ta cũng là người của cục an ninh nên bên đó khẳng định sẽ gây rắc rối cho lạc tú nhưng cuối cùng tô bửu điền cũng hạ quyết tâm bởi vì thực lực mà lạc tú thể hiện quả thực quá đáng sợ cậu lạc bây giờ tôi chính thức mời cậu làm tổng huấn luyện viên của học viện quân sự kinh nam ở tỉnh hải đông trong xe tô bửu điền nói với lạc tú học viện quân sự kinh nam sau khi tô bửu điền giải thích thì lạc tú đã hiểu có rất nhiều học viện quân sự lớn trên khắp trung quốc nhưng nổi tiếng nhất là học viện quân sự kinh nam ở tỉnh hải đông nhưng đó là trước đây nguyên hiệu trưởng của học viện quân sự kinh nam là lâm hóa long tổng tư lệnh quân khu phía nam nhưng bây giờ lâm hóa long đã được điều động về phía tây bắc vốn dĩ lâm hóa long đi thì chẳng có vấn đề gì nhưng ngay cả tổng huấn luyện viên của trường quân đội ông ta cũng dẫn theo luôn theo lý mà nói đi một vị tổng huấn luyện viên cũng chẳng sao, cứ tìm một người cấp trên đảm nhiệm chức vụ là được. Nhưng mỗi một vị tổng huấn luyện viên của mỗi quân khu không chỉ phụ trách toàn bộ học viện quân sự, mà còn phụ trách một lực lượng bộ đội đặc trùng bí ẩn. Ví dụ, lực lượng bộ đội đặc trùng của học viện quân sự kinh nam chính là huyết sát. Huyết sát trước kia dưới sự chỉ dạy của vị tổng huấn luyện viên đó, thậm chí là dưới sự chỉ dạy của Lâm Hóa Long có thể được coi là lực lượng bộ đội đặc trùng mạnh nhất. Nhưng đáng tiếc, ngay sau khi Lâm Hóa Long rời đi, danh hiệu vị trí số 1 này cũng theo Lâm Hóa Long đi về phía Tây Bắc. Điều này khiến học viện quân sự Kinh Nam cũng cảm thấy chết lặng. Đã thay đổi liên tục mấy tổng huấn luyện viên, đừng nói là giành lại vị trí thứ nhất mà ngay cả một số huấn luyện viên còn không đối phó được với đám bộ đội đặc chủng kia. Kể từ lần trước, khi Lạc Tú đánh bại Vạn Thiên Sơn bằng ba cú đấm thì Tô Bửu Điền đã chú ý đến anh. Cho nên mới gửi lời mời đến Lạc Tú tôi không thích hợp lắm nhỉ lạc tú nhướng mày anh không có thời gian để dạy người khác bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tu luyện bởi vì anh không còn nhiều thời gian nữa với lại anh cũng không hiểu biết về súng ống lắm cậu lạc cậu đừng vội từ chối tô bửu điền như đã có sự chuẩn bị vốn dĩ đây chính là cơ mật nhưng nếu đã muốn mời cậu lạc thì tôi sẽ thể hiện sự chân thành của mình tô bửu điền giải thích thực ra thứ mà giáo sư an đang nghiên cứu không phải là thành tựu nghiên cứu khoa học mà là thứ liên quan đến sự phát triển tiềm năng cao nhất của cơ thể con người. Về chuyện này Lạc Tú đã đoán được một nửa, dù sao thì lúc đó anh cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng lại không điều tra đến cùng. Tôi nghĩ lần này cậu Lạc giao chiến với những tên lính đánh thuê đó cũng đã phát hiện ra." Tô Bửu Điền tiếp tục giải thích. Lạc Tú gật đầu, "Chính xác, sức mạnh của đám lính đánh thuê đó quá dị thường, ít nhất là rất khác thường với người bình thường." Lạc Tú tuyệt đối không tin đó là thứ mà quân đội có thể huấn luyện được. Bởi vì trong cơ thể những người đó hơi có một làn sóng sức mạnh thần bí. Đội quân huyết sát này do học viện quân sự tuyển chọn từ những người ưu tú trong những người ưu tú, cả về thể chất lẫn tinh thần, một số người trong số họ đã vượt qua giới hạn của người thường. Nói cách khác, những người bình thường hoàn toàn không thể dạy được họ. Họ chỉ tập trung vào kỹ năng chiến đấu cá nhân, thậm chí sử dụng cả vũ khí lạnh tôi nghĩ nếu tôi giải thích theo cách này, chắc cậu Lạc cũng đã hiểu tại sao tôi lại tìm cậu. Tô Bửu Điền cười nói. Thật ra Tô Bửu Điền vẫn chưa nói toạc ra, nói thẳng thì cái gọi là huyết sát đó tương tự như các cao thủ cung phu do chính hoa hạ đào tạo, thậm chí có thể cung cấp sức mạnh thần bí mà giáo sư An đang nghiên cứu. Một nhóm người như vậy, thật đúng là giáo viên bình thường không dạy được mà chỉ có Lạc Tú mới có thể dạy. Dù sao Lạc Tú cũng rất khác thường so với người bình thường. Đương nhiên, tôi sẽ không để cậu lạc làm việc không công, tôi sẽ bố trí cho cậu một vị trí quân hàm thượng tá. Tuy chỉ là một chức danh nhưng tôi nghĩ chắc cũng có phần hấp dẫn với cậu lạc. Không, lạc tú từ chối thẳng thừng, đùa à, mấy chuyện ở thế tục khiến anh rất chướng mắt nên không thèm để ý. Đến lượt tô bửu điền trợn tròn mắt. Ông ta không ngờ lạc tú lại từ chối dứt khoát như thế. Ừm, cậu lạc, chuyện này, cậu xem có thể suy nghĩ thêm được không? Tô bửu điền không chịu từ bỏ dù sao nếu lạc tú chịu dạy huyết sát một hai kỹ năng thì chắc chắn có thể nâng cao tố chất của họ. Hơn nữa bây giờ phần phía nam đều do ông ta phụ trách, mà ông ta cũng không muốn luôn bị lâm hóa long dồn ép. Tuy nhiên, lạc tú lại lắc đầu, anh thật sự không có hứng thú. Thôi được rồi, sức mạnh mà huyết sát sử dụng là một sức mạnh bí ẩn vô tình được mang về từ côn lôn. Nhìn thấy lạc tú không chịu đồng ý, tô bửu điền đành phải đổi chủ đề nhưng những lời này lại vô tình khiến lạc tú quan tâm tôi đồng ý đột nhiên lạc tú thay đổi lời nói bởi vì kiếp trước sau khi bước vào giới tu tiên lạc tú mới biết địa cầu không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó trong côn lôn đó vẫn luôn có tổ long trong truyền thuyết đối với lạc tú đây mới là điều mà anh quan tâm nghe nói ở côn lôn có một viên kinh thế thần chủng chân chính tô bửu điền kinh ngạc nhìn lạc tú một lúc lâu sau ông ta mới thả lỏng Mặc kệ đi. Chỉ cần Lạc Tú có thể đồng ý thì có lẽ cuộc thi năm nay của huyết sát sẽ giành lại vị trí số 1. Vấn đề này đã được giải quyết một cách vui vẻ. Tất nhiên, phải mất một thời gian thì thư mời chính thức mới được gửi xuống. Nhưng Tô Bửu Điền không hề lo lắng, bởi vì Lạc Tú đã đồng ý thì nhất định anh sẽ không đổi ý. Ngược lại sau khi quay trở lại Vịnh Bàn Long, một làn sóng người khác đã đến tìm Lạc Tú. Cục trưởng cục giáo dục Thông Châu đã tự mình đến đây đám danh con lớp ba kia đã đi học trở lại nhưng không có nghĩa là đã được yên ổn. Bây giờ lại quay về trường quậy phá. Cục trưởng Cục Giáo dục là một ông già ngoài 60, có vẻ hiền lành từ tốn, khi Lạc Tú bước xuống xe, Cục trưởng đã mỉm cười chào hỏi bằng hai tay. Ôi, thầy Lạc, cuối cũng cũng đợi được thầy rồi. Cục trưởng Cục Giáo dục nhiệt tình quá mức. Lý do là vì hôm nay ông ta không chỉ nhận được điện thoại của thị trưởng, Diệp Kính Bình mà mà hầu như rất nhiều nhân vật máu mặt ở Thông Châu đều gọi điện cho ông ta. Chỉ có một mục đích duy nhất là ông ta phải gấp rút mời Lạc Tú trở lại để tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Thứ nhất, đó là những đứa con của những nhân vật có máu mặt quậy phá. Thứ hai là những nhân vật máu mặt đó đã nhận ra Lạc Tú không phải là người bình thường. Cho dù con của họ chỉ là học trò của Lạc Tú, nếu sau này gặp phải khó khăn không thể giải quyết thì chẳng phải cũng sẽ dễ nhờ và Lạc Tú thông qua mối quan hệ này ư. Vì vậy, lần này Cục trưởng Cục Giáo dục đã tự mình đến. Thầy Lạc, có lẽ trước đây đã có hiểu lầm, nếu trường Uất Kim Hương đã thuê thầy thì tôi cũng xin thầy hãy tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp 3. Không rảnh, ông cũng thấy đấy, gần đây tôi rất bận. Lạc Tú vẫn từ chối. Không sao đâu, thầy Lạc, chỉ cần thầy có một chức vụ thì bên phía trường học đã nói rõ rồi, họ sẽ không can thiệp vào thời gian của thầy Lạc. Cục trưởng lên tiếng dù sao chỉ có Lạc Tú là người duy nhất có thể xử lý lớp 3, chỉ cần một câu nói của anh đã có thể khiến đám ôn dịch kia ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng đổi người khác thì lại không được. Có điều thật sự Lạc Tú không muốn đồng ý, vừa định từ chối. Thì An Linh như ở bên cạnh đã lên tiếng. Thầy Lạc, em thay mặt cho lớp 3 cầu xin thầy, được không? Đôi mắt An Linh như dưng dưng. Xin thầy Lạc đừng bỏ rơi chúng em. An Linh như nói xong, nước mắt rơi lã trã chương 99, Lạc Tú trở lại trường học. Bây giờ toàn bộ trường uất kim hương đang hỗn loạn. Còn chưa kịp đến gần đã thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn ở phía trên ngôi trường, nhưng lại chẳng có chiếc xe cứu hỏa nào chạy tới. Rõ ràng đó không phải là một tòa nhà đang bốc cháy. Khi Lạc Tú và An Linh như đến nơi thì không khỏi sửng sốt, trận chiến này quá lớn. Bây giờ sân thể dục của trường đầy ghế và sách, chất cao như một ngọn núi nhỏ, hơn nữa đã bốc cháy và ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Những làn khói bay lởn vởn khắp trường, toàn trường đều có khói mù mịt. Đặc biệt là đối với các bạn học sinh cuối cấp 3, vốn dĩ bài tập đã rất nặng rồi, lại thêm áp lực đây chính là một giai đoạn mấu chốt trong cuộc đời học sinh, lại vừa vặn đây cũng là thời kỳ của tuổi nổi loạn. Vì vậy, hầu như chỉ một đốm lửa nhỏ đã hoàn toàn thiêu cháy tất cả. Rất nhiều người đồng loạt gia nhập đội quân đốt sách giáo khoa và bài tập về nhà. Trước đó giáo viên của trường Uất Kim Hương đã thử trấn an nhưng hoàn toàn vô ích, cả Uất Kim Hương gần như đã phát điên. Toàn bộ giáo viên và học sinh đang vây quanh sân thể dục, và giữa sân là đám học trò quậy phá của lớp 3. Hơn nữa, những tên này không chỉ đốt sách giáo khoa của chính mình, mà còn có sách giáo khoa và sách bài tập về nhà của các lớp khác. Đừng đốt, ôi trời ơi, tổ tông ơi, phải làm sao thì các em mới dừng lại đây. Hiệu trưởng của Uất Kim Hương ở bên cạnh khuyên nhủ nhưng không ai quan tâm đến ông ta, muốn làm gì thì cứ làm. Diệp Thánh Đào chỉ đạo một nhóm người liên tục di chuyển ghế đổ và sách trong phòng học ra. Còn Hàn Phong thì ngậm điếu thuốc ngồi trên ghế đổ, chỉ huy những người xung quanh ném sách giáo khoa vào đống lửa. Các em định làm gì? Định tạo phản à? Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp 3, Trần Hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn học sinh lớp 3 quậy phá. Mọi người học hành rất mệt mà vẫn phải làm bài tập nhiều như vậy, tôi chỉ muốn tốt cho mọi người. Hàn Phong mỉa mai, cậu đi lấy mấy bài thi kia qua đây, ngày nào cũng làm bài thi. Mẹ nó, người cũng sắp ngu mốc hết rồi. Hàn Phong chỉ vào một học sinh khác trong lớp mắng, một. Mà cậu học sinh đó không những không nghĩ rằng Hàn Phong sai mà ngược lại thật sự đã quăng chiếc hộp đựng bài thi vào trong đống lửa. Cậu ta đã muốn làm chuyện này từ lâu, bây giờ mỗi ngày chỉ có 5 tiếng đồng hồ để ngủ, một thùng giấy đựng bài thi dày cộp đến mức muốn ói dừng lại, mau dừng lại, các em có biết mình đang làm gì không hả? Trần Hữu giận dữ hét lên. Nhưng Hàn Phong đã chửi rủa. Tôi nói này thầy Trần, thầy phiền chết mẹ luôn. Có bản lĩnh thì cứ tới đây ngăn cản chúng tôi đi. Hàn Phong tiện tay vùng ống thép trong tay lên. Mà Trần Hữu kêu gào như vậy thôi chứ nhưng luôn giữ khoảng cách rất xa, anh ta và Tôn Huy Nam không dám đi qua. Nếu đi qua, chắc chắn sẽ bị đánh. Ban đầu anh ta nghĩ rằng sau khi đuổi Lạc Tú đi thì anh ta sẽ một bước lên mây. Nhưng bây giờ thì sao? Cục giáo dục đã nói rõ với anh ta rằng trường Uất Kim Hương đã xảy ra chuyện lớn như vậy thì Trần Hữu đừng mong thăng chức nữa. Hơn nữa hiện giờ vẫn chưa giải quyết được cục diện rối rắm này. Xem ra cứ tiếp tục ẩm ý như vậy thì đám đệ tử này không đốt trường thì thề không bỏ qua. Những chuyện này đều tính lên đầu anh ta, mấy ngày nay anh ta đã sắp sứt đầu mẻ chán rồi. Các em đừng quậy nữa, tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho các em đâu. Mặc dù Trần Hữu rất muốn ngăn cản nhưng lại chẳng có cách nào, bởi vì lớp 3 sẽ không nghe lời anh ta. Trần Hữu, thầy câm mẹ cái miệng lại cho tôi, có tin ông đây sẽ ném thầy vào trong đống lửa hay không?" Diệp Thánh Đào chỉ vào Trần Hữu mắng mỏ. Mà đúng là Trần Hữu không dám nói, mặc dù bây giờ tất cả giáo viên và học sinh trong trường đang nhìn nhưng anh ta không dám động vào Diệp Thánh Đào, cũng không thể đắc tội. Hơn nữa Diệp Thánh Đào cũng không nói xuông, với tính cách của cậu ta thì chắc chắn có thể làm được chuyện này. Hiệu trưởng nhìn thấy ánh lửa ngập trời cũng bó tay. Trần Hiếu, không phải cậu yêu cầu tôi giao quyền quản lý lớp 3 cho cậu sao? Vậy bây giờ cậu hãy quản lý cho tôi xem đi. Cậu xem bây giờ toàn bộ trường uất kim hương đã biến thành cái dạng gì? Hiệu trưởng chỉ vào Trần Hữu mắng té tát. Các học sinh lớp 3 không chỉ vào lớp chuyển sách giáo khoa của chính mình mà còn chỉ huy các bạn khác cùng đi, giờ thì cả quất kim hương cũng không thể lên lớp học hành gì nữa. Lời mắng mỏ khiến sắc mặt của Trần Hữu chuyển từ đỏ đến trắng nhưng anh ta chỉ biết siết chặt nắm đấm, không thể thốt ra được lời nào. Bởi vì sự thật đang ở trước mắt, nếu nói thêm vài câu nữa thì e là Diệp Thánh Đảo sẽ ném anh ta vào đống lửa thật. Không có năng lực mà cứ thích ôm đồm, anh xem anh đã khiến trường quất kim hương thành cái giống gì rồi hả? Lúc thầy lạc đi, lớp 3 vẫn đang tốt đẹp, Vừa đến tay anh là biến thành bộ dạng này. Trần Hữu ơi Trần Hữu, anh có thể làm chuyện mà một người đàn ông nên làm không? Đúng đó thầy Trần, anh hãy quản lý đám học trò lớp anh đi, anh xem sách giáo khoa trong phòng học lớp 3 và lớp 4 của chúng tôi đã bị dọn gần sạch trơn rồi kìa. Một trong những giáo viên đứng lên chỉ trích. Thầy Trần, học sinh trong lớp của anh đã làm 6 người bị thương, bây giờ họ vẫn còn nằm trong phòng y tế kia. Anh tự mà giải quyết chuyện này như thế nào đi. Thầy Trần anh hãy mau chóng ngăn những đứa trẻ này đốt sách giáo khoa trước. Đây là việc cấp bách nhất. Từng lời chỉ trích Trần Hữu cứ vang lên, nhưng Trần Hữu vẫn đứng im và cúi đầu xuống, nín thinh giống như một con chó. Anh ta có thể làm gì được? Anh ta biết tất cả những điều đó, nhưng có thể làm gì được chứ? Anh ta không thể làm gì được. Tổ Tông ơi, đừng có đốt nữa, nếu còn đốt thì sẽ chẳng còn gì cả đấy. Hiệu trưởng trường uất Kim Hương đau khổ cầu xin nhưng chẳng ai thèm để ý đến ông ta, học sinh lớp 3 cứ thích làm gì thì làm. Chí Cường, chúng ta dọn sạch thư viện bên đó về đốt đi. Hàn Phong xoa xoa lưng hỏi. Đi đi, Lưu Chí Cường cũng chẳng thèm đếm xỉa gì, cùng lắm là làm lớn chuyện lên thôi. Dù sao, bây giờ Trần Hiếu là giáo viên chủ nhiệm của họ, nếu họ đã gây ra rắc rối thì Trần Hiếu cũng sẽ gặp suối quẩy mà thôi. Nhưng khi nghe tin họ sắp đến dọn thư viện thì hiệu trưởng đã rất hoảng sợ ông ta không dám kêu người đến ngăn những tên nhóc này lại, sáu nhân viên bảo vệ vẫn còn đang nằm trong bệnh xá. Về phần cảnh sát, họ đã không còn muốn xử lý chuyện của chúng nữa. Chỉ cần cảnh sát vừa đến, đám học sinh này lập tức chạy về lớp im lặng chờ đợi, ngay sau khi cảnh sát vừa rời đi, chúng lại xông ra gây rối. Ngôn tình cổ đại, cảnh sát không thể ở đây 24 phần 24 được, hơn nữa nếu để lại một tên cảnh sát thì cũng không có tác dụng gì, 2 giờ sáng ngày hôm qua, Diệp Thánh Đào đã dẫn theo một đám người đến suýt đánh nhau với cảnh sát. Cho dù Diệp Thánh Đào đúng hay sai thì chắc chắn một điều rằng chúng vẫn là học sinh, với tư cách là hiệu trưởng thì ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, khi nghe tin chúng sẽ đi dọn thư viện thì ông ta thực sự hoảng sợ, ngăn không ngăn được mà khuyên cũng không xong. Những tên này thật sự muốn dọn sạch thư viện để đốt, chuyện này cũng ẩm ý quá đáng rồi. Vị trí hiệu trưởng này chắc sẽ không ngồi được nữa. Trần Hiếu, cậu nói gì đi? Trần Hiếu, tiếng hét tức giận của hiệu trưởng vang vọng khắp sân thể dục chống trải. Thầy mà dám nói một câu thì ông đây sẽ lập tức ném thầy vào lửa. Diệp Thánh Đào lạnh lùng nhìn Trần Hiếu. Trần Hiếu vừa há miệng đã lập tức im bặt. Chương 100, anh chỉ là một con kiến. Các em muốn làm gì? Chỉ là một câu nói đơn giản. Chỉ là một câu nói bình thường. Lông tóc của Hàn Phong dựng đứng, sắc mặt lập tức thay đổi, tái nhợt mà mặc kệ các học sinh lớp 3 đang làm gì, tất cả đều đột ngột dừng lại. Câu nói này chẳng có khí thế gì cả, nó chỉ là một câu nói rất bình thường. Nhưng nó đã rơi vào lỗ tai của nhóm người học lớp 3 này, lại khiến thần kinh của mọi người lập tức căng thẳng, trong chớp mắt cũng không dám thở mạnh. Hàn Phong, em định làm gì? Lạc Tú và An Linh như chậm rãi đi từ cổng trường vào. "Thầy, thầy, thầy Lạc, em thấy trời lạnh quá nên đi đốt lửa sưởi ấm cho mọi người." Giọng nói của Hàn Phong run rẩy, toàn thân như muốn khóc. Tại sao thầy Lạc lại ở đây vào lúc này? Còn cố tình bắt bẻ mình nữa chứ? Đi lấy bình cứu hỏa đến đây, nhanh chóng dập lửa cho tôi." Lạc Tú nói một câu, tất cả học sinh lớp 3 lập tức chạy như bay, thậm chí còn hò hét những người khác cùng nhau thực hiện. "Thầy Lạc, thầy Lạc đến rồi." Các giáo viên và học sinh khác trong trường cũng reo lên. "Thầy Lạc, cuối cùng thầy cũng đến rồi." Hiệu trưởng sắp khóc tới nơi lúc này nhìn thấy Lạc Tú đến đây, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Thầy Lạc, đúng là thầy Lạc rồi. Mấy học sinh còn đang đứng trên lầu xem náo nhiệt bất ngờ reo lên. Nhìn xem, nhóm học sinh lớp 3 đều đang dùng bình chữa cháy để dập lửa. Ôi, vẫn là thầy Lạc có uy hơn cả. Cậu xem, ban nãy lớp 3 kiêu ngạo không ai bị nổi, giờ lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy. Đây mới gọi là giáo viên nè, chỉ một câu nói có thể khiến tất cả học sinh ngoan ngoãn ngay. Đám cháy được dập tắt với tốc độ rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đã xong. Lại đây, đứng yên." Lạc Tú chỉ khe khẽ nói một câu. Bao gồm cả đám người Diệp Thánh Đào, tất cả đều đồng loạt đứng trước Lạc Tú, thậm chí còn xếp hàng. Mà Trần Hữu nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt oán hận, anh ta vẫn đang dõi theo tất cả những điều này. Đặc biệt là câu nói đầu tiên của Lạc Tú khiến đám người này dừng tay kêu chúng dập lửa bèn dập lửa, kêu chúng đứng yên bèn đứng yên. Anh ta không phục. Trong vòng chưa đầy 10 phút, ngay lập tức toàn bộ quất kim hương đã trở lại bình thường. Chào mừng thầy Lạc trở lại. Thầy Lạc, để em giải thích, chúng em đốt ghế và sách để mua đồ mới ạ. À? Hàn Phong hơi trột dạ. Các em tính làm loạn hả? Lạc Tú nghiêm nghị hỏi. Không dám, lớp 3 đồng thanh đáp. Nhưng tất cả học sinh lớp 3 đều cúi đầu, một đám đều ngoan ngoãn như những đứa trẻ thật ra lạc tú quét mắt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện trường có tổn thất gì nghiêm trọng. Đám nhóc này chỉ là sấm thì to mà mưa thì nhỏ, căn bản chẳng có gì phải ẩm ý. Nhưng bầy trận hơi lớn. Lúc này các giáo viên khác đều mỉm cười, cuối cùng cũng đã kết thúc, đám nhóc này cũng không còn gây chuyện nữa. Mấy ngày nay suýt nữa trường học đã bị phá bỏ. Chỉ có Trần Hữu và Tôn Huy Nam là xa sầm mặt mũi, sau đó Trần Hữu cười khẩy. Thầy Lạc thật là giỏi đó, Vậy mà lại cổ động học sinh gây rối. Trần Hữu, thầy đừng có ngậm máu phun người, thầy là không liên quan gì đến chuyện này. Hàn Phong nghe vậy thì nổi nóng, chỉ vào Trần Hữu quát. Tôi không quan tâm anh có liên quan gì chuyện này hay không, hiện tại trường học đã mù mịt khói rồi, anh phải đưa ra lời giải thích. Lúc này Trần Hữu mới bước lên tỏ vẻ anh hùng. Anh ta rất hận Lạc Tú, trước đó cứ tưởng đuổi Lạc Tú đi là có thể nhận lớp 3, ai dè lại đụng phải một cái sọt bên phía cục giáo dục đã nói với anh ta không còn hy vọng được thăng chức nữa coi như con đường làm quan của anh ta vô vọng rồi và anh ta đổ tất cả mọi tội lỗi này cho lạc tú nhất là khi nhìn thấy lạc tú vừa quay lại đám học sinh này lập tức giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn vậy vì vậy trần hữu càng không phục dựa vào cái gì mà đám nhóc này lại nghe lời lạc tú đến thế trần hữu tôi cho dù là gia thế địa vị tiền bạc mối quan hệ cái nào mà không tốt hơn họ lạc anh chứ? Hả, anh muốn tôi giải thích như thế nào? Lạc tú nhướng mày quay lại nhìn Trần Hiếu. Tôi không cần biết anh dùng cách gì để mê hoặc đám học trò này, nhưng chỉ cần tôi còn là chủ nhiệm giáo dục của trường này, chỉ cần tôi còn ở quất kim hương một ngày thì anh đừng hòng quay về. Hơn nữa họ lạc kia, anh nghe cho rõ đây, cho dù anh có thể quay về thì sao? Anh đừng quên, tôi vẫn là chủ nhiệm giáo dục của ngôi trường này, tôi vẫn là sếp của anh. Tiền lương và bảng kiểm tra đánh giá của anh đều nằm trong tay tôi. Trần Hữu thẳng thừng đe dọa Lạc Tú. Những lời này khiến Lạc Tú cũng bật cười, bởi vì anh cảm thấy Trần Hữu thực sự rất buồn cười. Trần Hữu ơi Trần Hữu, có phải anh cảm thấy ra thế, địa vị, tiền bạc, mối quan hệ và tương lai của anh đều tốt hơn Lạc Tú tôi nên anh không phục, đúng không? Cho nên anh nghĩ có thể giẫm nát Lạc tôi dưới chân, đúng không? Trần Hữu ơi Trần Hữu Tôi không thể không buồn cười vì sự ngu ngốc của anh, anh có biết hiện giờ anh đang đứng cùng với một người thế nào không? Anh có biết anh đang tranh cãi với ai không? Khí tức của Lạc Tú bất chợt thay đổi, luồng khí áp lực kia khiến ngọn lửa trên sân trong phút chốc bốc cao lên ngùn ngụt, khiến người ta lại cuống quýt kêu lên. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Lạc Tú cười khẩy. Anh đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi, cũng đã đánh giá quá thấp Lạc Tú tôi. Nếu không phải Lạc Tú tôi không muốn động đến anh thì anh cho rằng mình còn có cơ hội đứng ở trước mặt tôi nói chuyện sao? Ở trong mắt tôi, anh chẳng khác nào con sâu cái kiến trên mặt đất cả." Lạc Tú chỉ xuống đất nói. "Chính xác nếu không phải vì người sau lưng Trần Hữu kích động thì sao anh ta có thể đứng ở trước mặt Lạc Tú như một gã hề được chứ?" "Anh dựa vào cái gì? Ở trong mắt tôi, anh còn không bằng bụi bặm trên mặt đất mà còn bày đặt đòi tôi phải giải thích hư." Tôi muốn đến thì không ai có thể ngăn cản nếu tôi muốn đi thì không ai có thể giữ lại. Anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Lạc Tú cười khẩy, châm chọc nói. Ồ, thật sao, ngay cả khi hiệu trưởng muốn anh quay về thì sao chứ, tôi làm chủ nhiệm giáo dục, tôi có quyền. Chờ đã, tôi xin được ngắt lời cậu, Trần Hiếu. Lúc này hiệu trưởng mới đứng lên. Xin lỗi, thật ra trước đó tôi đã nhận được thông báo đổi việc cậu và Tôn Huy Nam rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 100